sao con? Muối xuống gì? Sao ăn sáng nó tối thế nhỉ? Ừ. Thế nó thui à? Tối rồi, nó tối thật rồi. Kiểu màu bình bẩn nhỉ. Cái mặt em bẩn đi. Nhưng cái màu này nó lại thật màu áo này. Chị nhìn cho mày này. Chị không nhét được gì đâu. Xin chào tất cả bà con. Rồi thì Dương và Thị Vân xin là chào tất cả các chiều mình đang xem livestream của em này. Rồi mọi người, mọi người có nhìn rõ em không nào? Đi qua livestream của em hay đang xem livestream của em, mình cho em xin một dấu chấm này, một comment hay một cái icon bất kỳ gì đó thôi để bên em biết rằng là các chiều mình đang theo dõi chúng em trong buổi livestream ngày hôm nay. Và để ngày hôm nay bên em có cơ hội để gọi tên và chào hỏi tất cả các chiều, mình cùng tương tác với nhau nha. Hiện tại Facebook nó xin tương tác ẩn comment rất là nhiều. Và ngày hôm nay đã một tên shop bên em mang ra một chương trình rất hấp dẫn và thú vị này. Nên chiều nào mà mình để bị ẩn comment này thì rất là đáng tiếc đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay các chị yêu mình đừng để bị ẩn comment nha. Mình tương tác này, mình đẩy tương tác nhiều lên, chấm chấm phẩy phẩy tại livestream của em nhiều lên để Facebook nó, để Facebook nó biết là nó đánh giá tương tác của chúng ta rất là cao thì comment của mình sẽ không bị ẩn đúng không ạ? Ngày hôm nay đã một tên shop bên em mang ra một chương trình là xả áo phao với giá là 88k. Ê chị yêu nào mình đang xem được livestream của em, mình vào đây mình cùng săn phao 88k với em nha. Rồi ngày hôm nay với 88k mình mua được gì nào? Trước khi bắt đầu vào chương trình đó thì Dương xin phép nhờ các chị yêu mình feedback cho em một cái nho nhỏ xinh xinh tại đây nào. Là âm thanh ánh sáng đường truyền em đã ổn định chưa? Nếu âm thanh ánh sáng đường truyền ổn định rồi, mọi người comment tại đây là đã ổn định cho em để em yên tâm mà để cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt nhất. Còn nếu ví dụ như là âm thanh ánh sáng đường truyền không ổn định, hay là nó mắc phải lỗi là ánh sáng không nhìn rõ này, hay âm thanh không nghe rõ, mọi người comment tại đây để em trả lời trực tiếp cho các chị yêu để ngày hôm nay này để em khắc phục, em mang đến cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt vời nhất nha. Rồi ngày hôm nay với 88k mình mua được gì nào? Thì bây giờ thì Dương xin phép được dành ra 30 giây giới thiệu về sản phẩm và sau đó sẽ đưa ra cú phát đặt hàng các chị yêu nhé. Rồi, sản phẩm hiện tại thì Dương và Thị Vân đang mặc là một siêu phẩm áo phao đại Hàn quả treo cao cấp, được thiết kế điểm nhấn là ống bo tay chun này. Và phần tay của chúng ta này, ở phần tay của chúng ta được thiết kế này theo hình chú ong này và có phần khóa rất trẻ trung năng động đúng không ạ? Ở trước ngực có một phần tác cài này, đấy rất là đẹp. Ngày hôm nay sale giá sốc giá chỉ còn 88k, để đúng cú pháp cho em nào là 88k kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Ngày hôm nay với sản phẩm này bên em có đến 4 tông màu cho các chị yêu này. Một tông màu hồng đất như em đang mặc này, một tông màu nâu tây này, một tông màu đen này, đấy, và một tông màu hồng phấn các chị yêu nhá. 4 tông màu giới thiệu đến cho các chị yêu để đúng cú pháp game nào. 88k kèm màu kèm số điện thoại, chia sẻ cho em 15 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai, 13 lần còn lại chia sẻ lên hội nhóm hỗ trợ, hội buôn bán công khai game. Đừng chia sẻ vào hội nhóm kín, chia sẻ vào hội nhóm kín này bên em không tính là một lượt chia sẻ. Nếu lúc đó bên em chết mà mình chia sẻ hội nhóm kín không đủ, bên em không tính đâu, như vậy là quá đáng tiếc đúng nào. Giờ nhanh tay nào, 88k kèm màu kèm số điện thoại, cú pháp có rồi, luật chơi có rồi, còn chần chờ gì nữa nào, để comment tại đây cho em. 88k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em 15 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân, 13 lần còn lại chia sẻ vào hội nhóm hội trợ hội buôn bán công khai cho em nha. Nhanh tay nào các chị ơi, chương trình này chỉ diễn ra trong vòng 10 phút duy nhất thôi ạ. Rồi đúng rồi, chỉ có trong vòng 10 phút livestream thôi. 10 phút đầu livestream bên em mới bán chiếc áo đang mặc trên người này với giá là 88k. 88k một chiếc áo phao dày dặn đến từ hàng Quảng Châu cao cấp như này thì đừng chần chừ giúp em nào. Comment cho em theo đúng cú pháp 88k kèm màu kèm số điện thoại giúp em này. Nhưng mà để mua được chiếc áo này với giá 88k thì mọi người nhớ phải quay ra chia sẻ cho em bao nhiêu lần nhỉ? 15 lần chia sẻ nhá. 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 13 lần trên các hội nhóm. Đúng rồi các chị ơi, chiêu nào ngày hôm nay mà mình không chia sẻ là rất là đáng tiếc rồi đấy ạ. Không chia sẻ mình tự đánh mất quyền lợi của chính mình luôn nhá. Tẹo em chọn chúng mình mà mình lại không chia sẻ thì quá là tiếc luôn đúng không ạ? Lúc em lại phải chuyển phần quà cho người kế tiếp thì như vậy quá là phí phạm luôn. Đó ngày hôm nay tham gia livestream với em, mình chia sẻ đủ cho em và nhanh tay comment cho em theo đúng cú pháp nào. 88k kèm theo màu kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần nhé. Ngày hôm nay 4 màu và 4 size cho các chị lựa chọn luôn ạ. Đấy, 4 màu này, màu hồng đất này, màu nâu này, màu đen và màu hồng phấn cho em nhé. 4 màu thoải mái lựa chọn cho em. Size thì đủ size cho em này, từ size M đến size 2XL, 40 cân đến 65 cân mình đều có thể mặc vừa cho em. Đó, nhanh tay chốt cho em theo đúng cú pháp nào. 88k kèm
kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần nhé. Ngày hôm nay chương trình chỉ diễn ra duy nhất trong vòng 10 phút đầu live stream thôi, nên là mình nhanh tay cầm một cho em, không là hết thời gian mất này. Thời tiết thì càng ngày càng lạnh rồi, dự báo năm nay này, chỉ riêng trong cái tháng 1 dương này thôi phải có đến 4 đến 5 đợt không khí lạnh tăng cường. Tức là rét tăng cường liên tục các chị ạ, nhiệt độ toàn 10-15 độ kèm mưa kèm rét. Mà không sắm những cái áo phao như này thì làm sao mà chịu được đúng không ạ? Nhanh tay cho em xả 88k cho em nhé. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Nhanh tay lên nào, 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Ra chia sẻ cho em đủ 15 luật. Rồi vào đây comment cho em theo đúng cú pháp để nhận một chiếc áo phao đẹp như này nhé. Chia sẻ comment càng nhiều thì để chúng phần quà 88k càng cao đúng không nào? Rồi đúng rồi các chị ạ, và chỉ diễn ra trong vòng 10 phút thôi. Và bây giờ thời gian vẫn đang trôi qua, mà trôi qua một cách rất là nhanh chóng đúng không ạ? Nên là mình phải biết tận dụng cơ hội, và cơ hội chỉ có một lần duy nhất tại livestream này thôi. Nên mình đã tham gia, đã xem live của em rồi, mình đừng bỏ qua chương trình này đúng không ạ? Các anh chị em, bạn bè, người thân vào đây cùng tham gia live. Biết đâu ngày hôm nay mình không may mắn thì anh chị em, bạn bè mình may mắn đúng nào? Rồi nhanh tay 88k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 15 lần các chị nhá. Mình nhớ là chia sẻ đúng và đủ, chụp ảnh lại số lượt chia sẻ của mình để một lát nữa bên em còn check. Nếu đúng không rồi, có cách nào chứng minh chính là xác bên luôn em đấy, chấp nhận đâu ạ. Chính xác luôn rồi, ngày hôm qua có một chị yêu đã may mắn được em ghim tên, nhưng mà mình lại không chia sẻ đủ cho em, mình đã bị hủy mất quà rồi đúng không ạ? Như vậy rất là phí luôn ấy. Đấy, rất là phí khi mà mình đã may mắn mình được ghim tên rồi mà mình lại không chia sẻ đủ, rất là phí luôn. Mà như thế thì không đúng luật chơi thì bên em cũng không thể nào trao quà được đúng không nào? Nhanh tay cho em nhé, hiện tại đang là 7 phút rồi, chỉ còn 3 phút cuối cùng để mình lên đơn với mức giá 88k thôi. Comment cho em theo đúng cú pháp nào. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần các tình yêu nha. Nhớ là đúng cú pháp thì em mới có thể lên đơn cho mình. Đừng comment mỗi là 88k, đừng comment mỗi là số điện thoại, hoặc đừng comment là cho chị cái này, cho chị cái kia thì em không thể lên đơn được đâu. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, 4 màu, 4 size thoải mái cho các tình yêu lựa chọn luôn ngày hôm nay nhá. Đó nào, nhanh tay lên nào các chị ơi. Đấy, thời gian là không còn nhiều nữa nhá. Ai nhanh tay thì người ấy được cho em này. Với lại giúp em là như này nha. Bởi vì là hiện tại Facebook họ đang ẩn comment rất là nhiều này. Facebook bây giờ nó siết tương tác, ẩn comment rất là nhiều. Lâu ngày mình không tương tác với nhau thì cái tỷ lệ mà mình bị ẩn comment nó rất là cao. Ngoài ra khi mà trong một cái lúc live stream như này rất là nhiều người cùng bình luận một lúc thì cái tỷ lệ bị ẩn nó rất là nhiều luôn các chị ạ. Chính vì thế để tránh bị ẩn comment nhá, mình chia sẻ đủ cho em. Và tránh bị ẩn comment, mình cố gắng comment cho em nhiều lần lên một chút ạ. Đấy, comment một lần, hai lần mà nhỡ cái comment đấy nó ẩn luôn thì rất là phí luôn đúng không nào? Mình cố gắng comment cho em nhiều lần thì cái tỷ lệ hiển thị của mình nó sẽ cao hơn các chị yêu nha. Rồi, đúng rồi các chị ơi này, và ngày hôm nay này bây giờ đã trôi qua đã là hơn 9 phút rồi. Đấy, bây giờ còn một số lượng thời gian rất là nhỏ nhoi thôi đấy. Nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào. 1 phút duy nhất cuối cùng cho chị yêu nào mình chưa chia sẻ livestream này, mình chưa comment tại đây cho em nào. 88k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 15 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai, và 13 lần còn lại hãy chia sẻ vào hội nhóm, hội trợ, hội buôn bán công khai cho em. Đừng chia sẻ vào hội nhóm kín cần quản trị viên phê duyệt, lúc đấy là mình không đủ điều kiện đâu nha các chị ơi. Đấy, mình đã làm thì làm đến chốn đúng nào. Rồi, cuộc chơi nào thì cũng phải có luật chơi thôi. Nhanh tay chia sẻ cho em 15 lần, vào đây comment 88k kèm màu, kèm số điện thoại, dinh một sản phẩm áo phao đại hàn cao cấp này. Ủa, trần bông dày như thế này mà các chị này, bo cả tay cho em này, trần bông siêu dày như này nhá. Vừa mưa vừa rét đi cái, những cái thời tiết vừa mưa vừa rét mình mặc những cái áo này cho em này, kể cả là đi trời tuyết cho em cũng là ok luôn nhá. Dáng này là dáng lỡ vừa phải cho em này. Đó, Thùy Dương bên em là cao 1m55, hiện tại đang mặc trên gối khoảng 7-8cm này. Đó, cao thấp mình đều mặc được cho em, và cái này giữ ấm cho cơ thể rất là tốt. Đấy, trùm kín bông luôn đúng không ạ? Đó, nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em nào. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần các tình yêu nhé. Hiện tại bây giờ chỉ còn 30 giây cuối cùng để mình lên đơn hàng thôi ạ. Còn 30 giây cuối cùng trước khi là bên em sẽ chọn ra ba chị yêu nào là ba chị yêu ngày hôm nay mình may mắn được mua mức giá 88k các chị yêu nhé. Ngày hôm nay không phải là một chị được, ngày hôm nay là ba chị được. Và em sẽ ghim trực tiếp bình luận của chị được mua với mức giá 88k ngay trực tiếp trong cái buổi live stream ngày hôm nay nha. Rồi, đúng rồi nha các chị ơi. Đấy, bây giờ này, thời gian chỉ còn là thời gian đếm ngược thôi. Chứ thời gian đếm ngược mà nó qua rất là nhanh này. Đấy, nếu chị yêu nào mà mình chưa comment ở đây, nhanh tay quay ra chia sẻ cho em 15 lần. Vào đây comment 88k kèm màu, kèm số điện thoại nào, kèm cho em 15 lần chia sẻ. Đó chính là điều kiện để mình lên với giá 88k chưa ạ? Rồi, bây giờ đã là 9 phút 45 giây rồi. Đấy, nhanh tay mình để comment tại đây cho em rồi. Này. Đấy. Em dành ra 10 giây cuối cùng nha. 10 giây cuối cùng cho các chị yêu vừa vào xem livestream của bên em. Mình nhanh tay chia sẻ đủ cho em 15 lần lên các hội nhóm.
và bao nhiêu ạ? 13 lần lên cộng nhóm và 2 lần lên trang Facebook cá nhân. Và comment cho em theo đúng cú pháp là 88k, kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Bây giờ đã là đủ 10 phút rồi đúng không ạ? Em bắt đầu chọn ra chị đầu tiên nhá. Rồi, bây giờ em vừa kéo một lần rất là nhẹ nhàng này. Đợi bây giờ này. Đấy, Facebook nó hiện ở comment của ai này, em sẽ lên nha. Rồi, ok, em thấy chị yêu này họ Nguyễn đúng ạ? Rồi, chị Nguyễn Thị Hương này, 88k màu nâu, 0965173032 này. Rồi, xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hương ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ. Đúng đủ bán với giá là 88k, không đúng không đủ em hủy đi nha. Rồi, ok này, còn hai chị yêu nữa này, em lại tiếp tục đăng lướt trực tiếp trên màn hình phát livestream đây ạ. Rồi, chị yêu này là chị yêu nào? Đây là chị Lê Lý này, 88k màu hồng đất này. Rồi, ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ, đúng đủ bán với giá 88k, không đúng không đủ sẽ hủy. Bây giờ chỉ còn một chị yêu nữa được mua với giá 88k thôi. Nếu mình chưa được gọi tên, nhanh tay comment tại đây cho em nào, 88k kèm màu kèm số điện thoại các chị ơi. Với 15 lần chia sẻ, mình đổi một sản phẩm áo phao như vậy còn xứng đáng không? Quá xứng đáng đúng không nào? Rồi, bây giờ chỉ còn một tấm vé cuối cùng. Bây giờ thì Dương sẽ kéo một lượt mạnh hơn như lúc đầu. Thì Dương sẽ kéo một lượt mạnh hơn lúc đầu để gì ạ? Để khi mà comment, khi mà máy tính này comment của ai hiện ở cái phần dừng lại thì em sẽ ghim nha. Rồi, bây giờ là máy tính, đây, bây giờ nó hiện ở đây ạ. Cuối cùng là ai nào? Rồi, chị cuối cùng là chị yêu nào đây ạ? Rồi, xin chúc mừng chị Ngọc Như này, 88k màu hồng đất, 0988 này, 732246. Ngay lập tức inbox cho bên em check được chia sẻ, đúng đủ bán với giá là 88k. Không đúng không đủ, em hủy ngay lập tức này. Chiêu nào ngày hôm nay chưa mua được với giá 88k, mình theo dõi fanpage bên em, bật chế độ xem trước này, nhận thông báo. Khi mà bên em phát livestream có thông báo về có chương trình gì, mình vào tham gia với em. Ngày hôm nay không mua được với giá 88k, biết đâu ngày mai ngày kia mình lại săn được hàng rẻ hơn được không nào. Rồi, ok, bên em cũng rất hay tổ chức những chương trình như vậy này. Đấy nên mình cũng đừng buồn và đừng lo lắng nha. Rồi, ngày hôm nay chiêu nào chưa mua với giá 88k nhưng mà lỡ thích em này rồi, ở lại like, tham gia live với em xả giá sát nút cho các chiêu. Mình đúng rồi, mua sắm về với giá chính xác luôn các chiêu ơi. Ở lại đây em xả cho mình mức giá sốc luôn các chiêu nhá. Với em phao cao cấp đến từ Quảng Châu cho bên em này. Chất liệu phao trần bông siêu dày siêu ấm cho em, có tay bo chun. Điểm nhấn là phần logo tay ong rất là trẻ trung này. Túi nắp và có túi thật ở đây luôn cho em nhá. Cực kỳ dày, cực kỳ ấm luôn cho em này. Ngày hôm nay em sale mức giá chỉ có 350.000 đối với sản phẩm áo phao này nhá. 350k cho một sản phẩm áo phao này cho em. Để lại đúng cú pháp cho em nào. Mã hàng là K58 các chị yêu nhá. K58 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Mình được lên đơn mức giá 350.000 nào. Hàng bên em là hàng có đủ size, đủ số, từ size M cho đến size 2XL, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em nha. Đúng rồi, nhanh tay giúp em nào. Hôm nay em xả cái chiếc áo này cực kỳ là giá sấp mặt luôn, chỉ có 350.000 một chiếc áo này thôi. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K58 kèm màu, kèm số điện thoại với rất nhiều tông màu nha. Em sẽ lên lần lượt từng tông màu để phục vụ chị em nào. Đủ size, đủ số. Tông màu đầu tiên em mặc đó là một tông màu nâu tây này. Một tông màu nâu tây mặc vào đã sang cả một con người rồi. Nhìn rất là tây đúng không nào? Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K58 kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. Chính xác rồi. Rất là ấm luôn. K58 tông màu nâu tây này, sang chảnh và trẻ trung vô cùng luôn đúng không ạ? Bây giờ tiếp tục qua màu với chiều nha. Rồi, bây giờ tiếp tục thì Dương qua một tông màu là một tông màu hồng đất này. Đấy, một tông màu hồng đất thì rất là lạ mắt và rất là trẻ trung năng động đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 350.000 thôi nhá. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K58 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Một sản phẩm thiết kế này rất là trẻ trung, form dáng là hơi rộng, hơi xuông một xíu này. Rồi, nhanh tay ống tay có bo cho các chị yêu nha. Ống tay có bo bên trong cho các chị yêu này, không sợ gió lùa đúng nào. Rồi, nhanh tay nào, K58 kèm màu, kèm số là trên cùng. Rồi, nhanh tay giúp em nha. Khóa này lại còn khóa 2 chiều cho các chị yêu này. Đấy, các chị yêu đi ra đường mặc cho em cái áo này, đã ấm, đã dày rồi còn khóa 2 chiều. Ngồi xe máy cho em nhé. Nếu mà cảm thấy chật chội quá thì kéo lên giúp em. Đấy, kéo đúng lên rồi. Mặc rất thoải mái sang luôn. Sang tông màu đen này các chị ơi. Một tông màu đen rất là sạch và rất là sang luôn cho em đúng không ạ? Khóa 2 chiều là như nào ạ? Đấy, các chị đi xe máy các chị kéo cho em như này nhé. Đấy, mình xoạc chân thoải mái cho em. Đi xe số cứ thoải mái, không thích mình lại kéo xuống cho em này. Cái dáng này nó là cái dáng lỡ các chị ạ. Không phải là quá dài, không phải là quá ngắn nhé. Và nó giữ ấm cho cơ thể mình rất là tốt. Nhưng mà Thùy Dương bên em là cao 1m55, hiện đang mặc trên gối khoảng 7cm. Còn Thùy Vân bên em là cao 1m63, đang mặc trên gối như các chị đang nhìn thấy đây đúng không ạ? Đó, cái dáng này cao thấp mình đều mặc được cho em. Và với cái thời tiết mà nó đang kiểu vừa mưa vừa lạnh ấy các chị mặc cho em những cái áo như này vừa ấm áp lại vừa thời trang. Đấy, giữ ấm cho cơ thể, phao trần bông siêu dày siêu ấm. Sale mức giá 350.000 các chị yêu nha. Để lại đúng cú pháp cho em nào. K58 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nha.
Đấy, K58 cầm theo màu kèm theo số điện thoại giúp em. Cái tông màu đen là cái tông màu không hề tô kém độ tuổi giúp em này. Ai mặc cái tông màu đen này cũng đẹp luôn đúng không nào? Không hề sao bẩn nhá. Rất là rẻ luôn, chỉ có 350.000 thôi. 350.000 này, hàng đủ size từ size M đến size 2XL giúp em này. Mắt sản phẩm em đang mặc trên người là K58. K58 hôm nay sale chỉ có 350.000. Một cái phao trần bông này. Đấy, đến từ hàng Quảng Châu cao cấp. Nhìn cái đường ly kết chỉ của bên em đã biết là hàng đẹp như nào rồi đấy. Chính xác luôn này. Tiếp tục lên tông màu hồng phấn các tình yêu nhá. Một cái tông màu rất là trẻ trung, baby và tôn da tôn dáng cho em đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá 350.000 thôi. Điểm nhấn nó chính là cái phần logo theo ong cho em này. Đấy, logo theo ong này, logo ở ngực cho em này. Đó, thiết kế rất là xinh luôn đúng không ạ? Hai cái túi nắp cho em này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Phao dáng lỡ này, ôm vừa vặn vào cơ thể. Dáng này không phải là dáng quá chết eo, cũng không phải là dáng quá suông đúng không ạ? Đủ size, đủ số cho mình từ size M đến size 2XL. 40 cân cho đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Đúng cú pháp cho em là K58 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Mình tự động được lên hàng thành công, không cần phải em gọi tên nhé. Thông cảm giúp em là cái lượng comment nó đang rất là nhiều. Em không kịp trả lời comment của từng chị một. Vậy thì mong các chị yêu hết sức thông cảm cho em này. Mình yêu thích mã nào mình để lại đúng cú pháp cho em. Mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Hệ thống bên em tự động quét đơn, sau đó sẽ có telesale gọi điện chốt đơn cho mình nhá. Chứ ở đây em trả lời comment của mình và em tư vấn cho mình không kịp luôn này các chị yêu này. Đó, K58 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. Đủ size, đủ số từ size M đến 2XL. 40 cân cho đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Và bây giờ em xin phép giới thiệu lại về một lượt về sản phẩm trước khi em rút mẫu nhá. Rồi, sản phẩm K58 như Tài Thùy Dương và Thùy Vân đang mặc trên người là một sản phẩm vào dáng phao này, là dáng phao lỡ này. Sản phẩm được thiết kế điểm nhấn phần tay là logo theo ong này. Đấy, có sản phẩm khóa đây rất là trẻ trung năng động đúng không ạ? Có logo ở ngực này và cái tác cài rất là đẹp. Ngày hôm nay sale sản phẩm này chỉ với giá là 350.000. Và hàng là hàng cao cấp đến từ Quảng Châu, ống tay được bo chu này. Đấy, rất là đẹp. Rồi ngày hôm nay sale 350.000, lên đơn hàng thành công với cú pháp là K58 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Hàng đủ size đủ số này, từ 40 đến 65kg đều có size lựa chọn cho em. K58 màu đen 350.000 này, K58 màu hồng phấn 350.000, K58 màu nâu tây 350.000 và K58 màu hồng đất như bạn Canh đang mặc đây 350.000 các chị yêu nhá. Một sản phẩm phao trần bông rất là dày dặn các chị yêu này. Đấy, cực kỳ là dày dặn luôn và hàng Quảng Châu cao cấp này. Đấy, chị yêu nào mà phát hiện không phải hàng Quảng Châu mà nên em đền gấp 10 lần giá trị sản phẩm luôn. Được chưa? Rồi, nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào. K58 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ với giá là 350.000 thôi ạ. Và chỉ duy nhất trong livestream này thôi các chị yêu, hàng số lượng không có nhiều đâu. Số lượng không có nhiều để chúng ta suy nghĩ trong mấy ngày đâu ạ. Đấy, chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi nó cũng có thể bay đi vèo vài trăm cái được. Đấy nên các chị yêu nào mà mình đã lỡ thích một xíu rồi, mình đừng suy nghĩ nữa, đã có một xíu thích mình quất liền cho em nha. Rồi, mã là K58 để đúng cú pháp, K58 kèm màu kèm số lại trên cùng một đúng rồi. Nhanh tay cho em bởi vì bây giờ thời tiết đang rất là lạnh đúng không ạ? Và cái số lượng hàng bây giờ nó rất là khan hiếm. Quảng Châu họ đã dừng sản xuất phao rồi. Đó, và em cũng không còn nhập hàng nữa. Nên là mình muốn sắm đồ đón Tết và chống cái đợt đại hàn sắp tới thì mình phải nhanh tay chốt cho em theo đúng cú pháp là K58 kèm màu kèm số điện thoại. Đấy, ai chốt trước em chờ hàng trước, chốt sau có thể hết hàng hoặc hết size. Thì rất là mong các tình yêu thông cảm cho em nhé. Bây giờ em xin phép là sẽ chuyển sang một mã tiếp theo này. Ngày hôm nay lên rất nhiều mã sản phẩm trong một livestream như này. Các tình yêu chỉ cần nán lại trong livestream với em này, em thay em qua mẫu rất là nhanh thôi. Đồng thời kiêm là gì ạ? Giới thiệu chi tiết về sản phẩm kèm theo cú pháp chốt đơn cho mình. Mình chỉ cần chốt đơn cho em theo đúng cú pháp, mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Sau đó hệ thống bên em sẽ tự động quét đơn và có nhân viên telesale gọi điện để tư vấn cho mình. Nên mình cứ hoàn toàn yên tâm cho em. Em không kịp trả lời comment của từng chị cũng như là không kịp đọc chốt cho mọi người thì mong mọi người rất thông cảm cho em nhé. Đó, em tập trung em giới thiệu sản phẩm qua nhanh mẫu để các chị xem được nhiều mẫu hơn nha. Bây giờ qua một sản phẩm tiếp theo này, lại là một sản phẩm phao này. Phao này là kiểu dạng phao công sở ấy, phao dành cho các chị yêu mà mình hơi đứng tuổi một xíu này. Đó, phao này là phao trần ngang cho em và trần nhỏ nhé. Đấy, trần ngang và trần nhỏ cho em, với điểm nhấn là hai cái phần túi cho em này. Đấy, hai phần túi có cái khóa kéo cho em rất là ok cho em nhé. Chất liệu phao nhăn trần bông này, siêu dày siêu ấm cho em này, khóa hai chiều các chị yêu nhé. Ui, cái này đẹp quá này. Cái này mà các chị mua tặng mẹ tặng gì đúng không, hoặc các chị nào mà hơi đứng tuổi một xíu, mình chọn cho em cái dáng này rất là ok cho em luôn này. Đó, đấy, phao trần ngang trần nhỏ cho em này, trơn đơn giản này, hơi chiết eo một xíu và có hai cái túi khóa kéo cho em này.
Đấy, chỉ cần đơn giản như này thôi, đẹp mà sang đúng không ạ? Tông màu đầu tiên em mang lên đây là tông màu đỏ rượu cho các chị yêu nhé. Mã hàng này em sale giá đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em, với mức giá là 350.000. Và mã hàng cho em là mã hàng K45 nha. K45 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. Lên đơn mức giá 350.000 nha. Màu đỏ rượu hiện tại em có size L, size XL và size 2XL. Cho các tình yêu từ 50 cân đến 65 cân mình mặc vừa cho em này. Đó, mã hàng gì ạ? K45 màu đỏ rượu. Đó, hiện tại em còn size L, size XL và size 2XL. Cho từ 50 cân đến 65 cân mặc vừa cho em nhé. Bây giờ em tiếp tục qua màu của K45 này các chị yêu này. Rồi, tiếp tục màu K45 mà hiện tại chị Dương đang mặc là một tông màu đen này. Một tông màu đen thì không hề kén da, kén dáng, kén tuổi chúng ta đúng không ạ? Đấy rồi, một sản phẩm này mà mặc để giấu dáng rất là ok. Ngày hôm nay sale chỉ còn giá là 350.000. 350.000. 350.000 để đúng cú pháp cho em. Mã sản phẩm này là K45. K45 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công. K45 ngày hôm nay em có 3 tông màu giới thiệu đến các chị yêu này. Đấy, vừa qua một tông màu đỏ rượu, một tông màu rất là đẹp và sang rồi. Bây giờ tiếp tục là một tông màu đen giấu dáng rất là ok và rất là dễ mặc đúng đối với cái tông màu đen đúng không ạ? Rồi bây giờ chuẩn bị qua tiếp một tông màu nữa của K45. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em, K45 kèm màu, kèm số điện thoại, lên đơn hàng thành công, mức giá chỉ 350.000 nhá. Quá đẹp luôn các chị ạ. Ngoài thị trường họ bán những cái phao này không thể nào dưới 600-700.000 được nhá. Hàng của em là hàng Quảng Châu cao cấp này, tác mắc đầy đủ cho em này. Chất liệu cực kỳ đẹp này, từ những cái đường kim mũi chỉ cho đến đường trần bông, cực kỳ đều và dày dặn cho em nhá. Tiếp tục lên tông màu nâu này các chị ơi. Một cái tông màu nâu tây rất là sang chảnh và nhã nhặn cho em đúng không ạ? Đó, tông màu nâu này hiện tại em còn đủ size, từ size M đến size 2XL, từ 45 cân cho đến 65 cân mình mặc thoải mái vừa cho em này. Mã hàng cho em nhá. Mã hàng là K45 nhá. K45 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Mã phao này được gọi là mã phao công sở, mã phao dành cho các chị yêu mà hơi đứng tuổi một xíu cho em này. Đấy, từ khoảng độ 35 tuổi cho đến các mẹ, các dì mình đúng không ạ? 45, 50, 60 mặc cho em mã này rất là đẹp. Đấy, mã này nó rất là sang các chị ạ. Nó chỉ trơn đơn giản như này thôi. Đó, và nó trần ngang nhỏ như này rất là được lòng các chị em đúng không ạ? Đó, em sale mức giá có 350.000 thôi mà hàng đẹp như này rồi. Mà mình không mua thì quá là tiếc luôn đúng không ạ? Mua tặng mẹ tặng gì một cái đi ạ, lâu ngày mình không về chơi với mẹ rồi đúng không ạ? Mình tặng mẹ một cái áo như này giữ ấm cho em rất là tốt. Và như nào ạ, dáng của nó là dáng dài các chị yêu nha. Dáng dài giữ ấm cho cơ thể rất là tốt. Thùy Dương bên em là cao 1m55, mặc vừa chạm gối luôn này. Đấy, mặc những cái này nó rất là ấm luôn các chị ạ. Mặc ấm từ đầu đến chân luôn, thời tiết tại Hàn mặc rất ok. Ngoài ra nó còn là cái khóa 2 chiều này cho em nhé. Đấy, mình mặc, mình đi xe máy mình soạc này thoải mái cho em này. Đấy, xong mình lại kéo xuống cho em này. 3 tông màu nhá, em giới thiệu lại về sản phẩm trước khi em qua mẫu này. Rồi, em xin giới thiệu lại sản phẩm em đang mặc trên người. Sản phẩm em đang mặc trên người là một sản phẩm hàng phao cao cấp đến từ hàng Quảng Châu này, với thiết kế là trần ngang này. Điểm nhấn là đây là có những dòng chữ này, túi giả bên trên và túi thật ở bên túi giả ở bên dưới và túi thật ở bên trên này. Đằng sau này, đằng sau cũng là điểm nhấn ở trong mũ nhá. Rất là đẹp đúng không nào? Đặc biệt đây là khóa 2 chiều giúp em. Vải này phải rất là dày dặn luôn này, khóa 2 chiều ra đường cho em nếu mà gặp gió luồn vào thì nếu mà đi xe máy thì là kéo lên, còn không đi xe máy mình lại kéo xuống, rất là tiện lợi đúng không nào? Mắt sản phẩm em đang mặc trên người này, K45 hôm nay sale chỉ có 350.000 thôi. 350.000 một cái hàng chất lượng cao này thì mọi người đừng chần chừ giúp em nào. K45 em đang mặc trên người đó là một tông màu nâu này, một tông màu nâu K45 350.000 này, K45 màu đỏ rượu 350.000, và cuối cùng là K45 màu đen 350.000 thôi, chỉ 350.000 thôi. Mọi người nhớ là yêu thích để lại cho em mã sản phẩm kèm màu, kèm số điện thoại giúp em nha. Đủ size đủ số cho mọi người lựa chọn, từ size M đến size 2XL này, từ 45kg đến 60kg giúp em này. Đấy, rất là đẹp luôn rồi. Nhanh tay cho em nào, K45 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. Đúng cú pháp mã hàng kèm màu, kèm số điện thoại, em lên đơn cho mình thành công nha. Đó, hiện tại cái màu đỏ rượu thì em chỉ còn size L, size XL và 2XL cho từ 50 cân đổ lên này đến 60 cân này. Còn màu nâu và màu đen thì em vẫn còn đủ size, từ size M đến size 2XL cho khoảng cân nặng từ 45 cân nhé. Từ 45 cân cho đến 65 cân này, cái này quá đẹp luôn các chị ạ. Đúng rồi nè, cái một sản phẩm này này quá trời đẹp, quá trời sang như vậy thì còn chần chờ gì nữa nào. Chiều nào mà mình làm văn phòng công sở mình mặc cho em những cái dáng phao này thì rất là sang nhá. Đấy, đi đến chỗ làm thì rất là sang đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi ngày hôm nay sale chỉ 350.000 để đúng cú pháp cho em là K45 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K45 màu đen 350, K45 màu đỏ rượu 350 và K45 màu nâu 350.000 các chị nhá. Đúng rồi, phí ship bên em là đồng giá 40k.
Phí ship của em là 40k một cái áo phao nhá, thêm một áo phao thêm 10k cho em. Bây giờ ship 2 áo phao là 50k, ship 3 áo phao là 60k cho em. Thông cảm giúp em là em không free ship được. Bán cái áo phao này có 350.000 thôi, ngoài kia các shop người ta bán 600-700.000 người ta còn chẳng free ship đúng không ạ? Mà cái phí ship này là em trả cho bên bưu điện chứ không phải là em thu vào túi mình đâu ạ. Nên là mình mua hàng thì mình vui lòng chị phí ship giúp em nha. Đó. Hoặc là các chị ơi, chị nào gần shop em thì mình ghé trực tiếp shop em để mua đồ nhé. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang này. Mình ghé trực tiếp mình mua đồ cho ưng ý. Ở xa thì mình mua đồ nhanh nhất là mình chốt cho em theo đúng cú pháp, là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại tại livestream để nhân viên bên em lên đơn cho mình nhanh nhất nha. Đó. Rồi bây giờ em tiếp tục qua sang một cái dáng phao ngắn của tình yêu nha. Rồi em tiếp tục qua một cái dáng phao ngắn này. Nếu mọi người không thích dáng phao ngắn thì là mọi người qua dáng phao lửng giúp em nha. Hôm nay cái chiếc áo phao này với thiết kế điểm nhấn này, đây là một cái phao nhăn giúp em nhá. Đấy, một cái phao nhăn này. Cổ lông với mũ là mọi người có thể tháo rời giúp em này. Đấy. Phần rất là cute, rất là đẹp luôn này. Đây là một cái form dáng rất rộng này. Đằng sau là có hai cúc nhá, rất nhỏ nhắn và rất tinh tế. Đằng bên dưới eo này có khóa giả cho mọi người này. Đấy. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là K59. K59 hôm nay em sẽ sale một cái giá cực kỳ sốc với các chị em này. Các chị em không thể nào đoán được đâu. Yêu thích để cho em là K59 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sản phẩm em sale hôm nay là chỉ còn 299.000 các chị ạ. 299.000 mà em phao ngắn này cho em nhá. Chiêu nào không thích mặc phao dài đúng không? Mình thích phao ngắn cho nó gọn gàng, nó dễ vận động. Đấy. Còn là mình cũng không cần phải giữ ấm quá nhiều, mình ở trong nhà nhiều đúng không ạ? Thì mình mặc cho em cái dáng phao ngắn này rất là ok luôn này. Chất liệu là phao nhăn trần bông hàng cao cấp đến từ Quảng Châu cho em. Thiết kế là ôm vừa vặn vào người cho em luôn nhá. Đó, và có hai cái túi đây này. Đấy, hai túi thật luôn cho em này. Đấy chưa ạ? Khóa là khóa bạc rất là sáng, kèm cho các chị một cái mũ cổ lông tiêu, hoàn toàn có thể tháo mũ và tháo lông được luôn các chị yêu nhá. Mã này em sale mức giá chỉ có 299.000 thôi. Và mã hàng cho em là mã hàng K59 nha. K59 kèm màu, kèm size, kèm theo số điện thoại cho em. Mình lên đơn mức giá 299.000. Tông màu đầu tiên đó chính là tông màu đỏ rượu đấy ạ. Đấy, một tông màu đỏ rượu rất là sang cho em luôn đúng không ạ? Tiếp tục em qua màu này. Hàng đủ size, đủ số, từ size L đến size 2XL. Cho cân nặng từ 40 cân đến bao nhiêu ạ? 40 cân đến 60 cân mặc vừa mã này cho em nhé. Rồi tiếp tục là K59 một màu xám này. Một màu xám này là một màu của công sở, một màu rất là sang chảnh đúng không ạ? Rồi chị em nào thích sang, thích tinh tế mặc cho em màu xám này. Đi đâu cũng sang, sang cả một bầu trời luôn. Rồi để đúng cú pháp cho em nào, K59 kèm màu kèm số ra trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 299.000. Và hàng có đủ size cho các chị em mình lựa chọn nhá. Đấy, mình thích thì mình để đúng cú pháp ra đây cho em. Đúng rồi, K59 tiếp tục lên một tông màu hồng vỏ đỗ cho em này. Một tông màu hồng tím tím nhẹ nhàng trẻ trung cho em nhá. Kèm cho các chị một cái cổ lông tiêu quá là xinh luôn đúng không ạ? Hai cái túi này là hai cái túi thật cho em này. Đó. Mã này đẹp nhỉ? Mã này rất là vừa người luôn. Nó rất là vừa người luôn mà nó có size nhá. Form nó nhỏ nhỏ thôi các chị ạ. Đấy, chị nào nhỏ người mình chọn cho em dáng này cũng được này. Và các chị yêu là thích mặc phao gọn gàng chọn cho em dáng này rất là ok. Phao nhăn trần bông hàng Quảng Châu siêu dày siêu ấm cho em này. Tác mắc hàng Quảng Châu cho em này. Khóa bạc sáng trưng luôn nhá. Đó, sale có 299.000 thôi. Để lại đúng cú pháp cho em là K59 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em nha. Rồi nhanh tay để giúp em nào. Hôm nay sale chỉ có 299.000 thôi. Yêu thích để cho em là K59 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Đủ size cho mọi người lựa chọn từ size L đến size 2XL này. Nên là mọi người nhanh tay lên nhé. Đây là một cái áo phao cực kỳ lạ luôn này, thấy chưa? Rất là lạ, rất là đặc biệt. Em đảm bảo là ngoài thị trường em chưa hề nhìn cái áo phao này xuất hiện đâu. Bởi vì đây là cái hàng Quảng Châu cao cấp bên em này. Mà bây giờ nhá, hàng Trung Quốc, hàng xuất khẩu hàng Quảng Châu này đã đóng cửa rồi, không hề sản xuất mấy cái áo phao này nữa. Nên là rất ít mọi nơi có cái áo phao này, chắc là chỉ có bên em thôi. Một cái áo phao cực kỳ lạ, cực kỳ độc quyền luôn đúng không nào? Nhanh tay giúp em nào. Rất là vừa là đủ size cho mọi người lựa chọn này, chỉ 299.000 thôi. Rồi. Một cái tông màu hồng em đang mặc là một cái tông màu cực kỳ đẹp. Tiếp tục là K59 màu đen này. Đấy, K59 màu đen thì rất là dễ mặc đúng không ạ? Phù hợp với mọi lứa tuổi và phù hợp với mọi vóc dáng này. Đấy, mọi làn da của chúng ta đúng không ạ? Rồi K59 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 299.000. Và hàng bên em là hàng có đủ size chị em nhé. Cái dưới 65kg là mình có size nhé. Đấy, đây là chiều cao cân nặng nào mình có thể có size lựa chọn thôi. Đúng rồi, nhanh tay lên nào. Hôm nay bên em là có 5 tông màu. 5 tông màu nha. 5 tông màu, 5 sự lựa chọn cho các tình yêu nào. Các tình yêu hôm nay bên em chỉ sale chiếc áo 5 mặc này chỉ có 299.000 thôi. Em xin nhắc lại nha. Đây là một cái áo phao đến từ hàng Quảng Châu cao cấp này. Đây là phao da trần giúp em này. Đấy, cổ lông này là lông tiêu này, rất là dày dặn, mọi người có thể tháo ra giúp em này. Rất là lạ luôn, một cái áo sai phao rất là lạ này. Túi thật ở đằng trước này. Đằng sau có hai cúc điểm nhấn rất là cute, cực kỳ là sang chảnh, rất là lạ mắt đúng không nào? Viền áo này
khóa giả cho mọi người luôn đúng không nào? Rất là đẹp luôn này, khóa bạc sáng trưng cho em nhé. Mũ lông này thì các chị tháo mũ cũng được, các chị tháo lông cũng được luôn cho em nhé. Rất là gọn gàng cho mình đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá chỉ có 299.000 thôi. Chốt cho em theo đúng cú pháp nào. Mã hàng K59 kèm màu kèm size kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 299.000. Giá quá là rẻ, tình thương mến thương rồi đúng không ạ? Lại giữ ấm cho cơ thể rất là tốt này. Mặc đi chơi Tết đi du xuân cho em rất là ok. Năm nay thời tiết là lạnh là rét liên tục đấy ạ. Nên là mình phải nhanh tay mình sắm Tết cho em những cái áo phao này để giữ ấm cho cơ thể. Chứ không là đi chơi Tết là chết rét luôn đấy các chị yêu nha. Bây giờ em xin phép là giới thiệu lại về một sản phẩm trước khi em rút mẫu nha. Rồi bây giờ em xin phép giới thiệu lại một lần nữa về sản phẩm và từng tông màu của K59 này. Sản phẩm mà em đang mặc trên người là một sản phẩm dáng phao ngắn được thiết kế này. Được thiết kế là kiểu dáng rất là đẹp này. Đấy, kiểu dáng rất là độc lạ đúng không nào? Rồi điểm nhấn đằng sau lưng của chúng ta này. Đấy, và phối trên phần cổ áo chúng ta là có một phần mũ lông. Phần mũ lông này có thể tháo rời cả mũ, cả lông giúp em này. Đấy, bên sườn cũng có khóa sườn để điểm nhấn này. Túi đằng trước là túi thật cho em nhé. Và ngày hôm nay sale mức giá chỉ còn 299.000. Chất liệu là phao nhăn trần bông cao cấp để đúng cú pháp cho em nào. K59 kèm màu kèm số điện thoại kèm size trên cùng một dòng comment cho em. K59 màu xanh rêu 299.000. K59 màu xám này 299.000. K59 màu đỏ rượu này 299.000. K59 màu hồng phấn hồng vỏ đỗ này 299.000. Và K59 màu đen em đang mặc này 299.000. Yêu thích để đúng cú pháp cho em lên đơn hàng thành công này là K59 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 299.000. Và đủ size đủ số cứ dưới 65kg mình có size lựa chọn cho em nhé. Đấy, mình yêu thích là mình phải để đúng cú pháp, mình lên đơn hàng thành công này. Bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn về chiều cao cân nặng nữa, các chị yêu cứ yên tâm. Đấy. Yên tâm để lại cho em theo đúng cú pháp là mã hàng kèm màu kèm size kèm số điện thoại. Là hệ thống bên em quét đơn, sau đó sẽ có telesale gọi điện để tư vấn cho mình nữa nhé. Mình cứ yên tâm cho em là không cần phải em gọi chốt đơn đây nhá. Hiện tại là cái số lượng đơn hàng và số lượng comment đang hơi nhiều nên là em không kịp em trả lời hết tất cả các comment của mọi người nhé. Nên là tập mong các tình yêu thông cảm cho em này. Em sẽ tập trung em qua mẫu rất là nhanh để các tình yêu ngày hôm nay shopping được nhiều mẫu nhất có thể cho em nhá. Bây giờ em chuyển sang một mã áo dạ các tình yêu nha. Rồi tiếp theo đang chuyển mặc trên người một chiếc áo dạ này. Một cái áo dạ cực kỳ đẹp luôn. Đây là dạ em bên em nhá, với form là cổ vest này đấy. Rất là to và còn rất là tinh tế luôn này. Đấy, dạ ép này không phải là hàng vớ vẩn đâu đúng không nào. Với thiết kế này, ống tay xoắn chéo này. Đây là một cái form dáng baby doll giúp em nhá. Một cái form dáng baby doll này. Đằng sau rồi cài lai giúp em này. Hôm nay chiếc áo dạ này em sale cho mọi người một cái giá cực kỳ sốc luôn. Bởi vì hôm nay cái áo dạ em đang mặc chỉ còn số lượng rất là ít. Sale cho mọi người trong livestream ngày hôm nay chỉ còn 249.000 thôi. Yêu thích để cho em mã sản phẩm là K09. K09 hôm nay em có hai tông màu này. Màu tiên em đang mặc trên người đó là một tông màu nâu bò này. Một cái tông màu nâu bò cực kỳ là sang chảnh luôn này. Đấy, chỉ có 249.000 thôi. Một tông màu tiếp theo đó là một cái tông màu be này. Đúng rồi, một tông màu be, một tông màu trắng kem này cho em nhé. Đó, thiết kế này quá là đẹp luôn này. Sale có 249.000 thôi ạ. Để lại đúng cú pháp cho em là K09 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Lưu ý giúp em là sản phẩm này hiện tại em chỉ còn size nhỏ, chỉ còn size lớn các tình yêu nhá. Chỉ còn size L, size XL và size 2XL. Cho các tình yêu từ 55 đến 70 cân mình mặc được cho em mã này nhá. Còn dưới 55 cân hiện tại em đã hết hàng mã này rồi cho em rồi này. Đó, K09 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá bao nhiêu ạ? Mức giá có 299.000 thôi. Dạ ép hàng Quảng Châu này đẹp chưa ạ? Đấy, thả suông dạng rất là đẹp cho em nhé. Nhưng chỉ tội là nó chỉ còn size lớn thôi ạ. Đó, chỉ còn size lớn là size L, size XL và size 2XL cho em này. Cho từ 55 đến 70 cân này. Tông màu kem và tông màu nâu bò cho em nhé. K09 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 249.000 các tình yêu nhé. Nhanh tay lên đơn cho em, không là số lượng hàng đang chuẩn bị hết rồi đấy ạ. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu sang một sản phẩm phao ngắn là một sản phẩm hiện tại thì Dương đang mặc trên người đấy ạ. Là một sản phẩm phao này hàng Quảng Châu cao cấp, trần bông rất là dày dặn này. Được thiết kế này, được thiết kế là phần mũ có thể tháo rời cho em nhá. Đấy, mũ có thể tháo rời cho em, trần bông rất là dày dặn và điểm nhấn đặc biệt là cái sản phẩm này được thiết kế hai phần eo của chúng ta được chiết eo ôm gọn cơ thể chúng ta này. Đấy, mặc phao nhưng không hề bị phá dáng này mà vẫn là tôn dáng của chúng ta, rất là đẹp đúng không ạ? Ngày hôm nay sale sản phẩm này với mức giá 299.000 để đúng cú pháp cho em lên đơn hàng thành công là K34 kèm màu kèm tốn đoạn trên cùng một dòng comment. K34 em có 4 tông màu giới thiệu cho các chị yêu và có đầy đủ size từ size M cho đến size 2XL. Từ 38 đến khoảng 60kg mình có size lựa chọn cho em. Để đúng cú pháp mình lên đơn hàng thành công là K34 kèm màu kèm tốn đoạn trên cùng một dòng comment thì Dương vừa qua một tông màu đen rồi đấy ạ. Rồi đúng rồi, yêu thích sản phẩm nào phải để ngay cho em sản phẩm đấy, mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại. Bởi nếu bên em mà qua mẫu thì một là hết hàng, hai là không còn size, ba là không bao giờ còn được cái giá đẹp như này thôi đúng không nào.
nhanh tay để cho em nào. Tiếp theo đang lên một cái tông màu là một tông màu đỏ. Nhìn thôi đủ ấm rồi, cái thời tiết dưới 10 độ C. Các chị em đừng chần chừ suy nghĩ bởi là chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi. À không, xin lỗi. Chỉ trong vòng 1-2 giây thôi là hết hàng luôn. Hôm nay xả kho rồi, vét voi kho để xả cho các chị em đấy. Nên là chốt nhanh cho em nào. Tiếp theo này, quay lại mã sản phẩm ra mặt trên người là K34 hôm nay em sale chiếc áo phong công sở này, chiếc eo này, đấy. Chỉ có 299.000 thôi. 299.000 được một chiếc áo phao dày dặn trần bông đến từ Hàn Quốc chiều cao cấp. Thì mọi người đừng chần chừ giúp em nào. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K34 kèm màu đỏ, kèm số điện thoại giúp em nha. Đủ size, đủ số cho các chị em lựa chọn này. Đúng rồi, K34 lên màu đỏ này. Bè tiếp tục K34 lên màu hồng nhá. Sale mức giá 299.000 một em áo vào hàng Quảng Châu cao cấp cho em này. Đấy, đủ size đủ số từ size M đến 2XL, 40 cân, 38 cân luôn này. Cho đến bao nhiêu ạ? 60 cân mình mặc được mã này cho em nhé. Đấy, chiếc đeo rất là vừa vặn này, phần túi này có khóa cho em luôn này. Đấy, mình cất đồ thứ rất là ok, không nó rơi đúng không ạ? Từng đường kim mũi chỉ cho đến cái trần bông nó rất là đều và rất là đẹp cho em, vì nó là hàng Quảng Châu các chị yêu nhá. Chốt cho em theo đúng cú pháp nào. Mã hàng K34 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại nha. Rồi, bởi em tiếp theo qua một cái tông màu cuối cùng của cái tông màu K34 này. 4 tông màu đã qua rồi. Bây giờ màu cuối cùng em đã qua đó là một tông màu xám này. Tông màu xám áo phao này thì mặc vào cực kỳ là sang chảnh, không còn gì để điểm nào chê đúng không nào. Cái màu xám này mặc lên rất là tôn da và rất là đẹp nhá. Sang cả một con người luôn. Hôm nay sale bao nhiêu nhở? 299.000, mọi người không hề nghe nhầm nhé. Em đảm bảo này, đấy, nhìn cái đường may này, cái chỉ của bên em chuẩn có bà chỉnh luôn. Đấy, đúng rồi, 299.000. Chính xác luôn. K34 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Rồi, bây giờ đây là từng tông màu của K34 này. Em xin phép giới thiệu lại từng tông màu của K34 để mình ngắm lại một lần nữa và lên đơn hàng cho em nha. Rồi, sản phẩm K34 là một sản phẩm phao chuẩn bông Đại Hàn Quảng Châu cao cấp, được thiết kế là chiếc eo này. Đấy, được thiết kế chiếc eo ôm gọn cơ thể chúng ta, thiết kế điểm nhấn mũ có thể tháo rời cho em. Rồi, ngày hôm nay sale mức giá 299.000. Để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công là K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Có đầy đủ size từ 38 đến 60kg, mình có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng cú pháp K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K34 màu xám này 299.000. K34 màu hồng phấn này 299.000, K34 màu đỏ 299.000 và K34 màu đen 299.000 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ với giá là 299.000 thôi ạ. Đấy, đầy đủ 4 tông màu của K34 nhá. 5 giây cuối cùng cho chị yêu nào yêu thích mã K34 để đúng cú pháp cho em K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ 299.000 nhá. Đấy, hàng có đúng size rồi, của em ơi. Rất là dày dặn. Chỉ cần luôn. Để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại là mình đã được lên hàng rồi các tình yêu nhé. Thông cảm giúp em là em không kịp đọc tên tất cả mọi người này. Đó, các chị cứ chỉ cần để lại đúng cú pháp là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại là hệ thống của bên em sẽ tự động quét đơn, sau đó sẽ có telesale gọi điện chốt đơn cho mình nhá. Nếu không cần phải em gọi tên thì mình mới được chốt đơn đâu. Đó, thông cảm giúp em là hiện tại nhiều comment thì em không kịp trả lời hết comment của mọi người ấy. Đó, bây giờ em xin phép là sẽ tiếp tục qua mã tiếp theo này. Sang một mã kiểu nó trẻ trung và nó tin hơn các chị yêu nhá. Rồi. Với điểm nhấn là cái phần gì ạ? Cái áo phao này nó là cái form nó hơi xuông xuông một tí. Đấy, hàng dáng kiểu hơi xuông xuông kiểu dễ thương ấy. Đó, sau đó kèm cho các chị những cái cúc màu này, cúc màu và logo ở đây này. Đấy, logo ở tay và logo ở túi mũ đằng sau cho em này. Thì cái mã này nó là kiểu trẻ trung dễ thương đúng không ạ? Kiểu tin một tin và trẻ tuổi một xíu, mình mặc cho em mã này rất là ok luôn nhé. Mã này ngày hôm nay em cũng sale giá rất là yêu thương cho các tình yêu này. Sale chỉ còn 350.000 nha. 350.000 mã này cho em này. Và mã hàng của em nó là K43 nhé. K43 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Lên đơn mức giá 350.000. Tông màu đầu tiên em đang lên ở đây là tông màu xanh rêu của tình yêu này. Cho tay vừa nó ra. Đấy. Tông màu đầu tiên đang lên là tông màu xanh rêu cho em nhé. Đó, có đủ size này, từ size M đến size XL. Cho từ 40 cân đến 60 cân mình bằng được mã này cho em nhé. 40 cân đến 65 cân bằng được mã này cho em này. Mã hàng cho em là K43. K43 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Lên tông màu xanh rêu này. Rồi, tông màu xanh rêu là một tông màu cực kỳ là đẹp luôn đúng không nào. Rất là tôn da, tôn dáng của những chị em nào trắng này. Rất là tôn da luôn. Hôm nay em sale chiếc áo phao dài như này, với nhiều thiết kế điểm trẻ trung, năng động, cute như này. Chỉ có 350.000 thôi. 350.000 một chiếc áo phao đẹp như này, với những logo rất là tinh tế này. Mã sản phẩm là K43. K43 hôm nay có đủ size, đủ số cho mọi người lựa chọn. Từ size M đến size 2 đến size XL này. Đấy, nên mọi người nhanh tay giúp em nhá. Sale chỉ còn 350.000 thôi nào. Đúng rồi, từ M đến XL cho em đang lên màu nâu này. Đấy, một tông màu nâu của K43 rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, ngày hôm nay sale chỉ 350.000 để đúng cú pháp cho em K43 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. K43
K43 màu xanh rêu 350.000 và K43 màu nâu 350.000. Để đúng cú pháp, mình lên đơn hàng thành công một sản phẩm phao đại hàn, thiết kế form dáng là kiểu như là form dáng rất là trẻ tuổi, trẻ trung đúng không ạ? Rồi nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào. K43 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment này. Đấy, một sản phẩm phao này rồi. Rất là cá tính đúng không ạ? Rất là đúng rồi. Rất là trẻ luôn các chị ơi nha, với rất là nhiều điểm nhấn trên sản phẩm này. Và phao của em vẫn là phao trần bông nhá, phao trần bông hàng Quảng Châu, siêu dày siêu ấm cho em. Mặc thời tiết vừa mưa vừa gió cho em là rất là thích hợp luôn này. Đó, xả 350.000 thôi. Mã hàng cho em là K43 nhá. K43 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 350.000 nào. Đủ size đủ số, từ size M cho đến size XL, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Đó, nhanh tay lên đơn cho em nhé, không là hết hàng mất rồi mã này. Rồi nhanh tay lên luôn cho em nào, không ngờ hết hàng này. Các tình yêu hôm nay mua sản phẩm ở bên em trong live stream ngày hôm nay thì ra chia sẻ cho em vài lượt nho nhỏ nha, rồi vào đây mua hàng với cái giá giảm, với cái giá sale cực kỳ là sốc ốc luôn đúng không nào. Nhanh tay giúp em nào, mã sản phẩm em đang mặc đó là K43. K43 hôm nay sale bao nhiêu nhở? 350.000 thôi. 350.000 một cái chiếc áo, đây gọi là áo rất là đẹp luôn này, đủ sắc cầu màu vàng này, trắng xanh này, xanh đỏ đỏ này, đấy cầu vòng ở ống tay này. Túi này còn cứ túi hai túi đằng sau đúng không? Em đảm bảo là rất là lạ mắt, em chưa hề nhìn thấy áo phao này như này luôn ấy. Em chưa nhìn thấy bao giờ luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Logo ở trước này, logo ở đằng sau này. 350.000, đủ size, đủ số cho mọi người nhá. Rồi, tiếp tục bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu qua một sản phẩm phao ngắn tiếp theo. Sản phẩm mà em đang mặc trên người là một sản phẩm phao được thiết kế này, thiết kế dáng ngắn, được bo ở phần ống tay và bo ở phần dưới gấu áo cho chúng ta nhé. Không sợ gió lùa khi chúng ta đi đường đúng không ạ? Rồi, sản phẩm được thiết kế này, được thiết kế phần điểm nhấn là logo ở ngực và logo ở tay rất là trẻ trung năng động. Đấy, khóa là có tác này, rất là đẹp đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá chỉ còn giá là 350.000. Chỉ 350.000 trên sản phẩm phao hiện tại em đang mặc. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em nào là K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K15 màu em đang mặc là một màu đen này. Đấy, một tông màu đen rất là dễ mặc đúng không ạ? Một cách này, một cách phối những cái logo này rất là trẻ trung năng động đúng không ạ? Rồi, hàng em là có đủ size dưới 60kg, em đều có size lựa chọn cho các chị yêu này. Đấy, chị yêu nào mà yêu thích cái mã này mình để đúng cú pháp cho em nào. K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhé. Rồi, K15 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nào. K15 hôm nay có rất là nhiều tông màu luôn, nên các chị em nán lại đây chim sẽ lên lần lượt từng tông màu để nhìn thấy được vẻ đẹp của nó nhé. Đấy, những cái cổ, cổ rất là to luôn này. Logo rất là nhỏ nhắn ở phần trước ngực này. Đấy, logo ở phần ống tay cực kỳ là sang chảnh này. Túi này, khóa lên khóa xuống này, đút gì cho em rất là không hề sợ rơi đúng không nào. Lại còn có mác ở túi, mác ở cổ kéo nữa. Còn chỉ bao nhiêu nhỉ? 350.000 thôi đúng không? 350.000 một chiếc áo đẹp này đúng không nào? K15 kèm màu kèm với gọi một cái tông màu đỏ rực lửa này, mặc cực kỳ là ấm luôn đấy. Đúng rồi, các chị mặc đi chơi Tết cái này rất là đẹp luôn đúng không ạ? K15 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nhé. K15 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nào. Tiếp tục qua màu này các tình yêu này. Ngày hôm nay rất nhiều màu cho các chị yêu lựa chọn nhé. Mã này thì là mã form nhỏ các chị yêu ơi. Trong khoảng cân nặng từ 40 cân đến 60 cân mình mặc được cho em, và em chỉ có size M và size L. Size M và size L. Rồi nào các chị ơi, là tiếp tục qua K15 màu xanh rêu. K15 màu xanh rêu, một tông màu này rất là bật tông da và rất phù hợp chị yêu nào mình hơi đứng tuổi một xíu đúng không ạ? Rồi, để đúng cú pháp lên đơn hàng là K15. K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ là 350.000 thôi ạ. 350.000 qua mẫu cực kỳ nhanh như là gió lốc, như các chị phải yêu thích và phải chốt ngay cho em như là một gió luôn, cũng như gió luôn giúp em đúng không? Chốt nhanh không là qua mẫu là em sẽ không quay lại nữa nhá. Mã hàng K15 tiếp tục lên tông màu hồng này, nhẹ nhàng và trẻ trung đúng không ạ? Chiêu nào nhỏ người bé người đúng không? Mình mặc những cái áo phao mình sợ mình nuốt người, mình chọn cho em cái dáng này rất ok nhá. Đó, dáng ngắn này. Dáng ngắn mà rất là ấm áp cho em này. Đấy, lại cũng rất là tôn dáng của mình đúng không ạ? Rất là trẻ trung cho em nhá. Đó, sale mức giá 350.000 nha. K15 kèm màu kèm số điện thoại nào. Lên đơn mức giá 350.000 ạ. Rồi, K15 kèm màu kèm số điện thoại lên với mức giá là bao nhiêu nhỉ? 350.000 thôi. 350.000 một cái chiếc áo phao rất là dày dặn đến từ hàng Quảng Châu cao cấp như này. Tông màu nào cũng đẹp, tông màu nào cũng thích luôn. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. K15 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi, tiếp tục là tông màu cuối cùng của K15 là một tông màu trắng này, một tông màu trắng rất là tinh tế và trắng tinh khôi đúng nào. Rồi, để đúng cú pháp xem là K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 và hàng có đủ size dưới 60kg mình lựa chọn cho em này. Rồi, K15 màu hồng phấn này 350.000 này. K15 màu xanh rêu 350.000. K15 màu
đỏ 350.000, K15 màu đen 350.000 và K15 màu trắng 350.000 nhá. Để đúng cú pháp cho em nào, K15 kèm màu kèm số giá trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000 các chị ạ. Và dưới 60kg thì đều có size lựa chọn cho em. Các chị nào mình đã thích rồi thì mình để đúng cú pháp tại đây để mình được lên đơn hàng thành công. Bên em sẽ có một đội ngũ nhân viên CLC gọi điện để tư vấn về chiều cao cân nặng. Làm thế nào chọn cho các chị yêu mặc một cái sản phẩm áo vừa đẹp nhất có thể, bên em mới gửi hàng. Trong trường hợp các chị yêu mà không mặc vừa, bên em cũng không ép size làm gì cả. Nên mình cứ yên tâm để đúng cú pháp tại đây nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu đây ạ. Rồi sang mã tiếp theo luôn nha. Sang mã tiếp theo luôn, ngày hôm nay qua mẫu rất là nhanh này. Sang mã tiếp theo chất liệu rất là đẹp luôn cho em này. Kiểu phao phao mịn ấy nhưng mà nó trần cái bông cũng rất là mềm cho em nhé. Mã này là gì đây nhỉ? Rồi nhanh cái giúp em lại qua một cái mẫu phao áo dài đây đúng không nào? Cực kỳ là đẹp luôn này, với điểm nhấn này. Đấy, mọi cái phần túi có một lỗ tròn này. Đấy, rất là tinh tế, rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Phao trần bông mọi người hay, người ta hay trần dọc, trần ngang, nhưng đây là trồng, đây là trần lượn sóng luôn này. Đấy, trần lượn sóng luôn đấy, rất là đẹp đúng không nào? Nhanh tay giúp em, hôm nay em sale cái bộ áo phao này sốc tận áp luôn cho các chị em đấy. Bởi vì cái áo phao này là số lượng rất là ít này. Đấy, số lượng về rất là ít này. Một đó, cái áo phao trần bông rất là đẹp luôn. Mã này cho em này, em sale ngày hôm nay với mức giá là 350.000 các tình yêu nhá. Mã hàng cho em là K37 này. K37 em có đủ size cho các tình yêu từ 45 cân cho đến 65 cân mình mặc thoải mái cho em này. Khóa rất là sáng luôn cho em đúng không ạ? Đấy, khóa bạc siêu sáng cho em và siêu nổi bật ở phần giữa cho em này. Đó, thiết kế này. Thiết kế cái dáng này nó phía trên nó ôm ôm, phía dưới nó hơi xuông xuông một tí đấy các chị nhỉ. Đó, và có điểm nhấn là hai cái túi này. Hai cái túi nắp lỗ tròn này. Rất nổi bật đúng không ạ? Túi này là túi thật cho em nhé. Đấy, có vào khúc bấm luôn này. Đấy, điểm nhấn nữa này, hai cái dây rút màu cho em này. Pha màu phối màu rất là trẻ trung cho em nhé. Trần lượn sóng nha. Mã hàng cho em là mã hàng K37 này. K37 sale 350.000. Lên tông màu đầu tiên là tông màu xám này. K37 màu xám sale 350.000. Đó, hàng có đủ size cho em, cho từ 40 cân đến 65 cân mặc được nhé. Tiếp tục thì dương qua K37 màu hồng phấn này. Một tông màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng, tinh tế và rất là trẻ trung đúng không ạ? Đấy. Rồi để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công, K37 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công với mức giá 350.000 chị. 350.000 các chị nhá. Và hàng có đủ size đủ số, dưới 65kg em bao vừa cho các chị yêu luôn. Để đúng cú pháp lên đơn hàng là K37 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi K37 kèm màu kèm số điện thoại. K37 là mã sản phẩm năm mặc trên người. Một chiếc áo phao từ hàng Quảng Châu cao cấp, da rất là mềm luôn, mịn màng. Cái áo phao này cực kỳ lạ này, rất là đẹp luôn này đấy. Điểm nhấn rất là cute, rất là đẹp lạc lối luôn này nè. Chỉ bao nhiêu nhỉ? 350.000 thôi. 350.000 một chiếc áo phao như này. Đấy, đừng chần chừ nhé. Đây là phao cái trần, dáng trần này, này. Cái dáng này là phía trên là ôm này, phía dưới hơi xuông một tí này và nó vạt tròn nhé. Vạt tròn cho em này. Đấy, vạt phía trước là vạt tròn cho em. Rất là dễ thương luôn đúng không ạ? Túi là túi chéo và phao trần lượn sóng cho em nhé. Khóa bạc đây rất là nổi bật cho em này. Chất liệu phao trần bông siêu mềm, siêu êm luôn này và cực kỳ ấm cho em nhé. Sale mức giá 350.000 thôi ạ. Mã hàng cho em là mã hàng K37. K37 nhỉ? K37 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em. Đó, lăng lên tông màu xanh ngọc này. Đấy, một cái tông màu xanh ngọc nhạt này rất là lạ mắt đúng không ạ? Xanh ngọc nhạt cho em nhé. Rồi K37 em lên tiếp tông màu xanh tím than này. Rồi tiếp tục là K37 một xanh tím than này. Một tông màu xanh tím than này là một tông màu trầm đúng không ạ? Chiều nào mình không thích những cái màu quá sáng này thì mặc cho em cái tông màu trầm này, thì thứ nhất là nó vừa sạch sẽ, thứ hai là nó mặc dấu dáng rất là ok. Rồi nó cũng phù hợp với độ tuổi nào mà mình hơi đứng tuổi một xíu rồi đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay sale chỉ còn giá 350.000 để đúng cú pháp. K37 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000 nhá. Rồi ok, bây giờ em xin phép giới thiệu lại một lần nữa về sản phẩm K37 này và từng tông màu của K37 để mình ngắm lại một lần nữa và cùng lên đơn hàng nha. Rồi K37 là một sản phẩm phao được trần bông cao cấp đến từ Quảng Châu, được thiết kế điểm nhấn này. Đấy, phần túi được thiết kế điểm nhấn rất là tinh tế đúng không ạ? Đấy, và cái phần mũ chúng ta có cái phần dây rút nhá. Đấy, khi chúng ta đi ngoài đường chúng ta rút cho em cái phần mũ vào này là không gió lùa được vào tai vào cổ chúng ta đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay sale chỉ với giá là 350.000, hàng có đủ size dưới 65 cân đều có size lựa chọn cho em. Để đúng cú pháp nào, K37 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. K37 màu xanh tím than 350.000, K37 màu xanh ngọc 350.000 này, K37 màu xám này
350.000 này. Và K37 màu hồng 350.000 thôi. Nhanh tay giúp em nào, hôm nay chiếc áo này rất là đẹp, rất là rẻ. Em bao chất, bao giá, toàn thị trường, tất cả mẫu phao bên em luôn. Nên đừng chần chừ giúp em nào, nhanh tay để cho em. K37 là mã sản phẩm em đang cầm trên tay và em đang mặc trên người. Mới mức giá sale hôm nay là 350.000 ạ. K37 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em nha. Chính xác luôn nào. Phí ship bên em này, phí ship bên em ship toàn quốc một áo phao là 40.000 nhé, hai áo phao là 50.000, cứ thêm một áo phao thêm 10.000 giúp em này. Đó, bên em là không miễn phí ship các tình yêu nhé, bởi phí ship như này đã rất là rẻ rồi ấy. Đấy, và kể cả cái này có cộng thêm ship vào cũng chỉ có 390.000, vẫn còn quá rẻ so với những chỗ khác đúng không ạ? Người ta bán những cái áo phao này 500-600 người ta cũng không miễn phí ship đúng không nào? Đấy, thông cảm giúp em, mình mua hàng mình chịu phí ship giúp em nhé. Hoặc chiêu nào gần shop em mình có thể ghé trực tiếp shop em để mua đồ này. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang các tình yêu nha. Rồi bây giờ thì dân qua một sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm áo da hàng Quảng Châu cao cấp này, được thiết kế theo hãng kiểu hãng Zara nha. Sản phẩm được thiết kế là thiết kế cổ vest sang chảnh và tinh tế, lịch sự, rất là lịch thiệp này. Được thiết kế rất nhiều điểm nhấn trên cầu vai của áo, là đính trực tiếp đinh tán này. Đấy, rất là sáng đúng không ạ? Và khóa giả khóa thật của chúng ta này. Đấy, túi này là túi thật cho em, có kèm khóa nhá. Đấy, đút đồ đây thì không sợ rơi đúng không ạ? Khóa ống tay giúp chúng ta mở rộng phần ống tay này. Rồi ngày hôm nay sale sản phẩm này với giá chỉ 249.000 thôi ạ. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. Mã là K05. K05 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. Phần đai di động này mình không thích có thể bỏ ra cho em này. Đấy, không thích có thể bỏ ra cho em nha. Rồi ngày hôm nay sale chỉ 249.000 để đúng cú pháp là K05. Kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá chỉ 249.000 nhá. K05 màu vàng, một tông màu rất là trẻ trung, năng động và nổi bật ạ. Rồi hôm nay toàn tông màu cực kỳ là hot trend và nổi bật thôi đúng không nào. Tiếp theo tông màu em đang mặc đó là một tông màu nhũ bạc này. Một tông màu nhũ bạc hot trend của năm ngoái và cũng là hot trend của năm nay luôn này. Nên các chị em thích là phải zing ngay cho em này. Khóa là cực kỳ trơn luôn đấy, sáng choang cực kỳ trơn luôn. Đinh tán này, khóa thật, khóa giả, túi thật, túi giả này. Kèm đai cho mọi người nhá, nếu không thích đai thì bỏ ra cho em, với lại mặc được rất nhiều kiểu đúng không nào. Sale hôm nay bao nhiêu nhỉ? Chỉ còn 249.000 thôi. 249.000 mà được một chiếc áo phao, à một cái áo da này. Áo da là hai lớp này, hàng dày dặn này. Dùng chất cho mọi người xem này đấy. 249.000 một chiếc áo da này thì đừng chần chừ giúp em, đặt ngay cho em mã sản phẩm là, mã sản phẩm em đang mặc trên người là K05. K05 hôm nay sale chỉ còn 249.000 thôi đúng không nào? Đúng rồi, K05 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em. Lên đơn mức giá 249.000, hàng Quảng Châu cao cấp rất là dày dặn cho em nhé. Đấy, mình mặc đi chơi Tết, mặc đi du xuân cho em với sản phẩm này rất là đẹp luôn đúng không nào? Đủ size, đủ số cho từ 40 cân đến 65 cân quay đầu mình mặc vừa cho em. K05 kèm theo màu nhũ bạc, kèm theo số điện thoại cho em. Lên đơn mức giá 249.000 nhá. Rồi tiếp tục này, K05 màu nhũ vàng là một tông màu này độc và lạ trên thị trường thời trang áo da, bởi vì sao, lần đầu tiên nó xuất hiện nha. Rồi sản phẩm này ngày hôm nay em sale với mức giá chỉ 249.000. Mà cái tông màu nhũ vàng này này, đấy vừa độc vừa lạ vừa sang đúng không ạ? Tôn da rất là ok. Rồi nhanh tay để đúng cú pháp lên đơn hàng là K05 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Rồi K05 màu nhũ vàng 249.000, K05 màu nhũ bạc 249.000 này, và K05 màu vàng 249.000 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em nhé. Đấy, với sản phẩm áo da này ngày hôm nay sale chỉ 249.000 thôi. Thế còn chần chờ gì nữa đúng nào? Đấy, một sản phẩm áo da dày dặn này em bao giá bao chất, toàn thị trường luôn. Đảm bảo là không tìm đâu ra được một cái sản phẩm áo da chất lượng như bên em mà bán với giá 249.000 cả, được không ạ? Rồi để đúng cú pháp cho em là K05 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Phao vừa rồi mã bên em là K37 nhá. Đấy, phao vừa rồi mà sản phẩm mà em và Thùy Vân vừa mặc qua khỏi cái sản phẩm áo da này, mã là K37. Yêu thích để đúng là K37 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Rồi bây giờ qua tiếp. Ôi dồi ôi, dài. Rồi bây giờ qua tiếp một cái phao dáng dài, phao đại hàn cho em này. Đó, sang có một em phao dáng dài, phao đại hàn cho em nhé. Dáng này là dáng rất dài cho em luôn này. Đó, với cái phao này nó kiểu dáng rất dài và dáng kiểu Hàn Quốc ấy các chị. Trần của nó là trần chéo nhá, trần chéo hình thoi cho em này. Logo chữ C ở đây này. Khóa bạc rất là sáng luôn này. Đấy, khóa hai chiều bạc rất là sáng cho em này. Thấy chưa ạ? Đó, và phao, cái chất phao này nó rất là lì. Chất kaki. Nhỉ, kaki đúng không? Đó, chất này chất kaki cho em nhé. Kaki trần bông rất là lì với rất là dày cho em này. Đó, rất là trẻ trung và cá tính cho em nhé. Tông màu đầu tiên đó chính là tông màu xanh quân đội cho em này. Cái này rất là ngầu với cá tính cho em này. Đó, có cái điểm nhấn đằng sau nữa này. Đằng sau một cái hình họa tiết da này. Cá tính quá đúng không? Rất là cá tính và trẻ trung cho chị yêu nào. Mà mình kiểu phong cách chất chơi, nghịch ngợm một tí này. Và mình phải cao ráo một xíu mình mới mặc được cái mã này cho em nhé. Bởi vì nó là dáng dài này. Người mẫu bên em là cao 1m63 này, mặc đến đầu gối luôn nhé. Đó, mã này thì kaki trần bông dày quá,
cực kỳ dày luôn này. Đấy có cái mũ này, điểm nhấn cái mũ cho em này, rất là hay luôn đúng không ạ? Đó em sale mà. Sao anh sáng nó tối thế nhỉ? Ừ. Thế thui à? Tối rồi, nó tối thật rồi. Kiểu màu bẩn bẩn nhỉ. Cái mặt em bẩn thế. Nhưng cái màu này nó lại thật màu áo này. Chị nhìn trong mày này. Chị không nhét được cái gì đâu. Xin chào tất cả bà con. Rồi thì Dương và Thị Vân xin là chào tất cả các chị em mình đang xem livestream của em này. Rồi mọi người, mọi người có nhìn rõ em không nào? Đi qua livestream của em hay đang xem livestream của em, mình cho em xin một dấu chấm này, một comment hay một cái icon bất kỳ gì đó thôi để bên em biết rằng là các chị em mình đang theo dõi cho em trong buổi livestream ngày hôm nay. Và để ngày hôm nay bên em có cơ hội để gọi tên và chào hỏi tất cả các chị em mình cùng tương tác với nhau nha. Hiện tại Facebook nó siết tương tác ẩn comment rất là nhiều. Và ngày hôm nay đã một tên shop bên em mang ra một chương trình rất hấp dẫn và thú vị này. Nên chị em nào mà mình để bị ẩn comment này thì rất là đáng tiếc đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay các chị em mình đừng để bị ẩn comment nha. Mình tương tác này, mình đẩy tương tác nhiều lên, chấm chấm phẩy phẩy tại livestream của em nhiều lên để Facebook nó, để Facebook nó biết là nó đánh giá tương tác của chúng ta rất là cao thì comment của mình sẽ không bị ẩn đúng không ạ? Ngày hôm nay Double Tên Shop bên em mang ra một chương trình là xả áo phao với giá là 88k. SEO nào mình đang xem được livestream của em, mình vào đây mình cùng săn phao 88k với em nha. Rồi ngày hôm nay với 88k mình mua được gì nào? Trước khi bắt đầu vào chương trình đó thì Dơ xin phép nhờ các chị yêu mình feedback cho em một cái nho nhỏ xinh xinh tại đây nào. Là âm thanh ánh sáng đường truyền em đã ổn định chưa? Nếu âm thanh ánh sáng đường truyền ổn định rồi, mọi người comment tại đây là đã ổn định cho em để em yên tâm mà để cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt nhất. Còn nếu ví dụ như là âm thanh ánh sáng đường truyền không ổn định hay là nó mắc phải lỗi là ánh sáng không nhìn rõ này hay âm thanh không nghe rõ, mọi người comment tại đây để em trả lời trực tiếp cho các chị yêu để ngày hôm nay này để em khắc phục, em mang đến cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt vời nhất nha. Rồi ngày hôm nay với 88k mình mua được gì nào? Thì bây giờ Thùy Dương xin phép được dành ra 30 giây giới thiệu về sản phẩm và sau đó sẽ đưa ra cú phát đặt hàng các chị yêu nhé. Rồi, sản phẩm mà hiện tại Thùy Dương và Thùy Vân đang mặc là một siêu phẩm áo phao đại Hàn quả treo cao cấp, được thiết kế điểm nhấn là ống bo tay chun này. Và phần tay của chúng ta này, ở phần tay của chúng ta được thiết kế này theo hình chú ong này và có phần khóa rất trẻ trung năng động đúng không ạ? Ở trước ngực có một phần tác cài này, đấy rất là đẹp. Ngày hôm nay sale giá sốc giá chỉ còn 88k, để đúng cú pháp cho em nào là 88k kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Ngày hôm nay với sản phẩm này bên em có đến 4 tông màu cho các chị yêu này. Một tông màu hồng đất như em đang mặc này, một tông màu nâu tây này, một tông màu đen này, đấy, và một tông màu hồng phấn các chị yêu nhá. 4 tông màu giới thiệu đến cho các chị yêu để đúng cú pháp cho em nào. 88k kèm màu kèm số điện thoại, chia sẻ cho em 15 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai, 13 lần còn lại chia sẻ lên hội nhóm, hội chợ, hội buôn bán công khai cho em. Đừng chia sẻ vào hội nhóm kín, chia sẻ vào hội nhóm kín này bên em không tính là một lượt chia sẻ. Nếu lúc đó bên em check mà mình chia sẻ hội nhóm kín không đủ, bên em không tính đâu, như vậy là quá đáng tiếc đúng nào. Giờ nhanh tay nào, 88k kèm màu kèm số điện thoại, cú pháp có rồi, luật chơi có rồi, còn chần chờ gì nữa nào, để comment tại đây cho em. 88k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em 15 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân, 13 lần còn lại chia sẻ vào hội nhóm, hội chợ, hội buôn bán công khai cho em nha. Nhanh tay nào các chị ơi, chương trình này chỉ diễn ra trong vòng 10 phút duy nhất thôi ạ. Rồi đúng rồi, chỉ có trong vòng 10 phút live stream thôi. 10 phút đầu live stream bên em mới bán chiếc áo đang mặc trên người này với giá là 88k. 88k một cái chiếc áo phao dày dặn đến từ hàng Quảng Châu cao cấp như này thì đừng chần chừ giúp em nào. Comment cho em theo đúng cú pháp 88k kèm màu kèm số điện thoại giúp em này. Nhưng mà để mua được chiếc áo này với giá 88k thì mọi người nhớ phải quay ra chia sẻ cho em bao nhiêu lần nhỉ? 15 lần chia sẻ nhá. 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 13 lần trên các hội nhóm. Đúng rồi các chị ơi, chiêu nào ngày hôm nay mà mình không chia sẻ là rất là đáng tiếc rồi đấy ạ. Không chia sẻ mình tự đánh mất quyền lợi của chính mình luôn nhá. Tẹo em chọn chúng mình mà mình lại không chia sẻ thì quá là tiếc luôn đúng không ạ? Lúc em lại phải chuyển phần quà cho người kế tiếp thì như vậy quá là phí phạm luôn. Đó ngày mai tham gia live stream với em, mình chia sẻ đủ cho em và nhanh tay comment cho em theo đúng cú pháp nào. 88k kèm theo màu kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần nhé. Ngày hôm nay 4 màu và 4 size cho các chị lựa chọn luôn ạ. Đấy 4 màu này, màu hồng đất này, màu nâu này, màu đen và màu hồng phấn cho em nhé.
bốn màu thoải mái lựa chọn cho em. Size thì đủ size cho em này, từ size M đến size XL, 40 cân đến 65 cân mình đều có thể mặc vừa cho em. Đó, nhanh tay chốt cho em theo đúng cú pháp nào. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần nhé. Ngày hôm nay chương trình chỉ diễn ra duy nhất trong vòng 10 phút đầu live stream thôi, nên là mình nhanh tay cầm một cho em, không là hết thời gian mất này. Thời tiết thì càng ngày càng lạnh rồi, dự báo năm nay này, chỉ riêng trong cái tháng 1 dương này thôi, phải có đến 4 đến 5 đợt không khí lạnh tăng cường. Tức là rét tăng cường liên tục các chị ạ, nhiệt độ toàn 10-15 độ kèm mưa kèm rét. Mà không sắm những cái áo phao như này thì làm sao mà chịu được, đúng không ạ? Nhanh tay cho em xả 88k cho em nhé. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Nhanh tay lên nào, 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Ra chia sẻ cho em đủ 15 lần. Rồi vào đây comment cho em theo đúng cú pháp để nhận một chiếc áo phao đẹp như này nhé. Chia sẻ comment càng nhiều thì được, để chúng phần quà 88k càng cao, đúng không nào? Rồi, đúng rồi các chị ạ, và chỉ diễn ra trong vòng 10 phút thôi. Và bây giờ thời gian vẫn đang trôi qua, mà trôi qua một cách rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Nên là mình phải biết tận dụng cơ hội, và cơ hội chỉ có một lần duy nhất tại livestream này thôi. Nên mình đã tham gia, đã xem live của em rồi, mình đừng bỏ qua chương trình này, đúng không ạ? Tất anh chị em, bạn bè, người thân vào đây cùng tham gia live. Biết đâu ngày hôm nay mình không may mắn thì anh chị em, bạn bè mình may mắn, đúng nào? Rồi, nhanh tay 88k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 15 lần các chị nhá. Mình nhớ là chia sẻ đúng và đủ, chụp ảnh lại số lượt chia sẻ của mình để một lát nữa bên em còn check. Nếu đúng không rồi, có cách nào chứng minh chính là xác luôn em đấy, chấp nhận đâu ạ. Chính xác luôn rồi, ngày hôm qua có một chị yêu đã may mắn được em ghim tên, nhưng mà mình lại không chia sẻ đủ cho em, mình đã bị hủy mất quà rồi, đúng không ạ? Như vậy rất là phí luôn ấy. Đấy, rất là phí khi mà mình đã may mắn mình được ghim tên rồi mà mình lại không chia sẻ đủ, rất là phí luôn. Mà như thế thì không đúng luật chơi thì bên em cũng không thể nào trao quà được, đúng không nào? Nhanh tay cho em nhé, hiện tại đang là 7 phút rồi, chỉ còn 3 phút cuối cùng để mình lên đơn mức giá 88k thôi. Comment cho em theo đúng cú pháp nào. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần các tình yêu nha. Nhớ là đúng cú pháp thì em mới có thể lên đơn cho mình. Đừng comment mỗi là 88k, đừng comment mỗi là số điện thoại, hoặc đừng comment là cho chị cái này, cho chị cái kia thì em không thể lên đơn được đâu. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, 4 màu, 4 size thoải mái cho các tình yêu lựa chọn luôn ngày hôm nay nhá. Đó nào, nhanh tay lên nào các chị ơi. Đấy, thời gian là không còn nhiều nữa nhá. Ai nhanh tay thì người ấy được cho em này. Với lại giúp em là như này nha. Bởi vì là hiện tại Facebook họ đang ẩn comment rất là nhiều này. Facebook bây giờ nó siết tương tác ẩn comment rất là nhiều. Lâu ngày mình không tương tác với nhau thì cái tỷ lệ mà mình bị ẩn comment nó rất là cao. Ngoài ra khi mà trong một cái lúc live stream như này, rất là nhiều người cùng bình luận một lúc thì cái tỷ lệ bị ẩn nó rất là nhiều luôn các chị ạ. Chính vì thế, để tránh bị ẩn comment nhá, mình chia sẻ đủ cho em. Và tránh bị ẩn comment, mình cố gắng comment cho em nhiều lần lên một chút ạ. Đấy, comment một lần, hai lần mà nhỡ cái comment đấy nó ẩn luôn thì rất là phí luôn, đúng không nào? Mình cố gắng comment cho em nhiều lần thì cái tỷ lệ hiển thị của mình nó sẽ cao hơn các chị yêu nha. Rồi, đúng rồi các chị ơi này, và ngày hôm nay này, bây giờ đã trôi qua đã là hơn 9 phút rồi. Đấy, bây giờ còn một số lượng thời gian rất là nhỏ nhoi thôi đấy. Nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào. 1 phút duy nhất cuối cùng cho chị yêu nào mình chưa chia sẻ livestream này, mình chưa comment tại đây cho em nào. 88k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 15 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai, và 13 lần còn lại hãy chia sẻ vào hội nhóm, hội trợ, hội buôn bán công khai cho em. Đừng chia sẻ vào hội nhóm kín cần quản trị viên phê duyệt, lúc đấy là mình không đủ điều kiện đâu nha các chị ơi. Đấy, mình đã làm thì làm đến chốn, đúng nào? Rồi, cuộc chơi nào thì cũng phải có luật chơi thôi. Nhanh tay chia sẻ cho em 15 lần, vào đây comment 88k kèm màu, kèm số điện thoại, dinh một sản phẩm áo phao đại hàn cao cấp này. Ủa, trần bông dày như thế này mà các chị này, bo cả tay cho em này, trần bông siêu dày như này nhá. Vừa mưa vừa rét đi những cái thời tiết vừa mưa vừa rét, mình mặc những cái áo này cho em này, kể cả là đi trời tuyết cho em cũng là ok luôn nhá. Dáng này là dáng lỡ vừa phải cho em này. Đó, Thùy Dương bên em là cao 1m55, hiện tại đang mặc trên gối khoảng 7-8cm này. Đó, cao thấp mình đều mặc được cho em, và cái này giữ ấm cho cơ thể rất là tốt. Đấy, trùm kín bông luôn, đúng không ạ? Đó, nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em nào. 88k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần các tình yêu nhá. Hiện tại bây giờ chỉ còn 30 giây cuối cùng để mình lên hàng thôi ạ. Còn 30 giây cuối cùng trước khi là bên em sẽ chọn ra ba chị yêu nào là ba chị yêu ngày hôm nay mình may mắn được mua mức giá 88k các chị yêu nhá. Ngày hôm nay không phải là một chị được, ngày hôm nay là ba chị được. Và em sẽ ghim trực tiếp bình luận của chị được mua với mức giá 88k ngay trực tiếp trong cái buổi live stream ngày hôm nay nhá. Rồi, đúng rồi nha các chị ơi. Đấy, bây giờ này, thời gian chỉ còn là thời gian đếm ngược thôi. Chứ thời gian đếm ngược mà nó qua rất là nhanh này. Đấy, nếu chị yêu nào mà mình chưa comment ở đây, nhanh tay quay ra chia sẻ cho em 15 lần. Vào đây comment 88k kèm màu, kèm số điện thoại nào.
kèm cho em 15 lần chia sẻ. Đó chính là điều kiện để mình lên với giá 88k chưa ạ? Rồi bây giờ đã là 9 phút 45 giây rồi. Đấy, nhanh tay mình để comment tại đây cho em này. Đấy. Em dành ra 10 giây cuối cùng nha. 10 giây cuối cùng cho các chị yêu vừa vào xem livestream của bên em. Mình nhanh tay chia sẻ đủ cho em 15 lần lên các hội nhóm và bao nhiêu ạ? 13 lần lên các hội nhóm và 2 lần lên trang Facebook cá nhân. Và comment cho em theo đúng cú pháp là 88k kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Bây giờ đã là đủ 10 phút rồi đúng không ạ? Em bắt đầu chọn ra chị đầu tiên nha. Rồi bây giờ em vừa kéo một lần rất là nhẹ nhàng này. Đợi bây giờ này. Đấy, Facebook nó hiện ở comment của ai này, em sẽ lên nha. Rồi ok, em thấy chị yêu này họ Nguyễn đúng không ạ? Rồi chị Nguyễn Thị Hương này, 88k màu nâu 0965173032 này. Rồi xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hương ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ. Đúng đủ bán với giá là 88k, không đúng không đủ em hủy đi nha. Rồi ok này, còn hai chị yêu nữa này, em lại tiếp tục đăng lướt trực tiếp trên màn hình phát livestream đây ạ. Rồi chị yêu này là chị yêu nào đây ạ? Chị Lê Lý này, 88k màu hồng đất này. Rồi ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ, đúng đủ bán với giá 88k, không đúng không đủ sẽ hủy. Bây giờ chỉ còn một chị yêu nữa được mua với giá 88k thôi. Nếu mình chưa được gọi tên, nhanh tay comment tại đây cho em nào, 88k kèm màu kèm số điện thoại các chị yêu ơi. Với 15 lần chia sẻ mình đổi một sản phẩm áo phao như vậy còn xứng đáng không? Quá xứng đáng đúng không nào? Rồi bây giờ chỉ còn một tấm vé cuối cùng. Bây giờ thì Dương sẽ kéo một lượt mạnh hơn như lúc đầu. Thì Dương sẽ kéo một lượt mạnh hơn lúc đầu để gì ạ? Để khi mà comment khi mà máy tính này comment của ai hiện ở cái phần dừng lại thì em sẽ ghim nha. Rồi bây giờ là máy tính đây bây giờ nó hiện rồi đây ạ. Cuối cùng là ai nào? Rồi chị cuối cùng là chị yêu nào đây ạ? Rồi xin chúc mừng chị Ngọc Như này, 88k màu hồng đất 0988 này 732246. Ngay lập tức inbox cho bên em check được chia sẻ, đúng đủ bán với giá là 88k, không đúng không đủ em hủy ngay lập tức này. Chiêu nào ngày hôm nay chưa mua được với giá 88k, mình theo dõi fanpage bên em, bật chế độ xem trước này, nhận thông báo khi mà bên em phát livestream có thông báo về có chương trình gì mình vào tham gia với em. Ngày hôm nay không mua được với giá 88k, biết đâu ngày mai ngày kia mình lại săn được hàng rẻ hơn được không nào. Rồi ok, bên em cũng rất hay tổ chức những chương trình như vậy này. Đấy nên mình cũng đừng buồn và đừng lo lắng nha. Rồi ngày hôm nay chiêu nào chưa mua với giá 88k nhưng mà lỡ thích em này rồi, ở lại like, tham gia like với em xả giá sát nút cho các chiêu. Mình mua sắm về với giá... Chính xác luôn các chị ơi, ở lại đây em xả cho mình mức giá sốc luôn các chị yêu nhá. Với em phao cao cấp đến từ Quảng Châu cho bên em này. Chất liệu phao trần bông siêu dày siêu ấm cho em, có tay bo chun. Điểm nhấn là phần logo tay ong rất là trẻ trung này. Túi nắp và có túi thật ở đây luôn cho em nhá. Cực kỳ dày, cực kỳ ấm luôn cho em này. Ngày hôm nay em sale mức giá chỉ có 350.000 đối với sản phẩm áo phao này nhá. 350k cho một sản phẩm áo phao này cho em. Để lại đúng cú pháp cho em nào. Mã hàng là K58 các chị yêu nhá. K58 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Mình được lên đơn mức giá 350.000 nào. Hàng bên em là hàng có đủ size đủ số, từ size M cho đến size 2XL, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em nha. Đúng rồi, nhanh tay giúp em nào. Hôm nay em xả cái chiếc áo này cực kỳ là giá sấp mặt luôn, chỉ có 350.000 một chiếc áo này thôi. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K58 kèm màu kèm số điện thoại với rất nhiều tông màu nha. Em sẽ lên lần lượt từng tông màu để phục vụ chị em nào. Đủ size đủ số. Tông màu đầu tiên em mặc đó là một tông màu nâu tây này. Một tông màu nâu tây mặc vào đã sang cả một con người rồi. Nhìn rất là tây đúng không nào? Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K58 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Chính xác rồi. Rất là ấm luôn. K58 tông màu nâu tây này, sang chảnh và trẻ trung vô cùng luôn đúng không ạ? Bây giờ tiếp tục qua màu với chị yêu nha. Rồi bây giờ tiếp tục thì Dương qua một tông màu là một tông màu hồng đất này. Đấy, một tông màu hồng đất thì rất là lạ mắt và rất là trẻ trung năng động đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 350.000 thôi nhá. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K58 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Một sản phẩm thiết kế này rất là trẻ trung, form dáng là hơi rộng hơi xuông một xíu này. Rồi nhanh tay ống tay có bo cho các chị yêu nha. Ống tay có bo bên trong cho các chị yêu này, không sợ gió lùa đúng nào. Rồi nhanh tay nào, K58 kèm màu kèm số hạn trên cùng. Rồi nhanh tay giúp em nha. Khóa này lại còn khóa hai chiều cho các chị yêu này. Đấy, các chị yêu đi ra đường mặc cho em cái áo này, đã ấm đã dày rồi là còn khóa hai chiều. Ngồi xe máy cho em nhé. Nếu mà cảm thấy chật trội quá thì kéo lên giúp em. Đấy, kéo đúng lên rồi. Mặc rất thoải mái sang luôn. Sang tông màu đen này các chị ơi. Một tông màu đen rất là sạch và rất là sang luôn cho em đúng không ạ? Khóa hai chiều là như nào ạ? Đấy, các chị đi xe máy các chị kéo cho em như này nhé. Đấy, mình xoạc chân thoải mái cho em. Đi xe số các thứ thoải mái không thích mình lại kéo xuống cho em này. Cái dáng này nó còn là cái dáng lỡ các chị ạ. Không phải là quá dài, không phải là quá ngắn nhé. Và nó giữ ấm cho cơ thể mình rất là tốt. Nhưng mà Thùy Dương bên em là cao 1m55, hiện đang mặc trên gối khoảng 7cm.
Còn Tùy Vân bên em là cao 1m63 đang mặc trên gối như các chị đang nhìn thấy đây đúng không ạ? Đó, cái dáng này cao thấp mình đều mặc được cho em. Và với cái thời tiết mà nó đang kiểu vừa mưa vừa lạnh ấy các chị, chị mặc cho em những cái áo như này vừa ấm áp lại vừa thời trang. Đấy, giữ ấm cho cơ thể, phao trần bông siêu dày siêu ấm. Sale mức giá 350.000 các chị yêu nha. Để lại đúng cú pháp cho em nào. K58 kèm theo màu kèm theo số điện thoại nha. Đấy, K58 kèm theo màu kèm theo số điện thoại giúp em. Cái tông màu đen là một cái tông màu không hề tốn kém độ tuổi giúp em này. Ai mặc cái tông màu đen này cũng đẹp luôn đúng không nào? Không hề sao bẩn nhá. Rất là rẻ luôn, chỉ có 350.000 thôi. 350.000 này, hàng đủ size từ size M đến size 2XL giúp em này. Mắt sản phẩm em đang mặc trên người là K58. K58 hôm nay sale chỉ có 350.000. Một cái phao trần bông này. Đấy, đến từ hàng Quảng Châu cao cấp. Nhìn cái đường ly kết chỉ của bên em đã biết là hàng đẹp như nào rồi đấy. Chính xác luôn này. Tiếp tục lên tông màu hồng phấn các tình yêu nhá. Một cái tông màu rất là trẻ trung, baby và tôn da, tôn dáng cho em đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá 350.000 thôi. Điểm nhấn nó chính là cái phần logo theo ong cho em này. Đấy, logo theo ong này, logo ở ngực cho em này. Đó, thiết kế rất là xinh luôn đúng không ạ? Hai cái túi nắp cho em này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Phao dáng lỗ này, ôm vừa vặn vào cơ thể. Dáng này không phải là dáng quá chết eo, cũng không phải là dáng quá suông đúng không ạ? Đủ size, đủ số cho mình từ size M đến size 2XL. 40 cân cho đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Đúng cú pháp cho em là K58 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Mình tự động được lên hàng thành công, không cần phải em gọi tên nhé. Thông cảm giúp em là cái lượng comment nó đang rất là nhiều. Em không kịp trả lời comment của từng chị một. Vậy thì mong các chị yêu hết sức thông cảm cho em này. Mình yêu thích mã nào mình để lại đúng cú pháp cho em. Mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Hệ thống bên em tự động quét đơn, sau đó sẽ có telesale gọi điện chốt đơn cho mình nhá. Chứ ở đây em trả lời comment của mình và em tư vấn cho mình không kịp luôn này các chị yêu này. Đó, K58 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. Đủ size, đủ số từ size M đến 2XL. 40 cân cho đến 65 cân mình mặc vừa cho em. Và bây giờ em xin phép giới thiệu lại về một lượt về sản phẩm trước khi em rút mẫu nhá. Rồi, sản phẩm K58 như tại Thùy Dương và Thùy Vân đang mặc trên người là một sản phẩm vào dáng phao này là dáng phao lỡ này. Sản phẩm được thiết kế điểm nhấn phần tay là logo theo ong này. Đấy, có sản phẩm khóa đây rất là trẻ trung năng động đúng không ạ? Có logo ở ngực này và cái tác cài rất là đẹp. Ngày hôm nay sale sản phẩm này chỉ với giá là 350.000 và hàng là hàng cao cấp đến từ Quảng Châu, ống tay được bo chu này. Đấy, rất là đẹp. Rồi ngày hôm nay sale 350.000 lên đơn hàng thành công với cú pháp là K58 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Hàng đủ size đủ số này từ 40 đến 65 kg đều có size lựa chọn cho em. K58 màu đen 350.000 này, K58 màu hồng phấn 350.000, K58 màu nâu tây 350.000 và K58 màu hồng đất như bạn Canh đang mặc đây 350.000 các chị yêu nhá. Một sản phẩm phao trần bông rất là dày dặn các chị yêu này. Đấy, cực kỳ là dày dặn luôn và hàng Quảng Châu cao cấp này. Đấy, chị yêu nào mà phát hiện không phải hàng Quảng Châu mà nên em đền gấp 10 lần giá trị sản phẩm luôn. Được chưa? Rồi, nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào. K58 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ với giá là 350.000 thôi ạ. Và chỉ duy nhất trong livestream này thôi các chị yêu, hàng số lượng không có nhiều đâu. Số lượng không có nhiều để chúng ta suy nghĩ trong mấy ngày đâu ạ. Đấy, chỉ vòng trong vòng một lớp nhạc thôi nó cũng có thể bay đi vèo vài trăm cái được. Đấy nên các chị yêu nào mà mình đã lỡ thích một xíu rồi, mình đừng suy nghĩ nữa, đã có một xíu thích mình quất liền cho em nha. Rồi, mã là K58 để đúng cú pháp, K58 kèm màu kèm số loại trên cùng. Đúng rồi, nhanh tay cho em bởi vì bây giờ thời tiết đang rất là lạnh đúng không ạ? Và cái số lượng hàng bây giờ nó rất là khan hiếm, Quảng Châu họ đã dừng sản xuất phao rồi. Đó, và em cũng không còn nhập hàng nữa. Nên là mình muốn sắm đồ đón Tết và chống cái đợt đại hàn sắp tới thì mình phải nhanh tay chốt cho em theo đúng cú pháp là K58 kèm màu kèm số điện thoại. Đấy, ai chốt trước em chờ hàng trước, chốt sau có thể hết hàng hoặc hết size. Thì rất là mong các tình yêu thông cảm cho em nhé. Bây giờ em xin phép là sẽ chuyển sang một mã tiếp theo này. Ngày hôm nay lên rất nhiều mã sản phẩm. Lên rất nhiều mã sản phẩm trong một livestream như này. Các tình yêu chỉ cần nán lại trong livestream với em này. Em thay em qua mẫu rất là nhanh thôi. Đồng thời kiêm là gì ạ? Giới thiệu chi tiết về sản phẩm kèm theo cú pháp chốt đơn cho mình. Mình chỉ cần chốt đơn cho em theo đúng cú pháp. Mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Sau đó hệ thống bên em sẽ tự động quét đơn và có nhân viên telesale gọi điện để tư vấn cho mình. Nên mình cứ hoàn toàn yên tâm cho em. Em không kịp trả lời comment của từng chị cũng như là không kịp đọc chốt cho mọi người thì mong mọi người rất thông cảm cho em nhé. Đó, em tập trung em giới thiệu sản phẩm qua nhanh mẫu để các chị xem được nhiều mẫu hơn nha. Bây giờ qua một sản phẩm tiếp theo này, lại là một sản phẩm phao này. Phao này là kiểu dạng phao công sở ấy, phao dành cho các chị yêu mà mình hơi đứng tuổi một xíu này. Đó, phao này là phao trần ngang cho em và trần nhỏ nhé. Đấy, trần ngang và trần nhỏ cho em với điểm nhấn là hai cái phần túi cho em này. Đấy, hai phần túi có cái khóa kéo cho em rất là ok cho em nhé. Chất liệu phao nhăn trần bông này, siêu dày siêu ấm cho em này, khóa hai chiều các chị yêu nhé. Ui, cái này đẹp quá này. Cái này mà các chị mua tặng mẹ tặng gì đúng không, hoặc các chị nào mà hơi đứng tuổi một xíu, mình chọn cho em cái dáng này rất là ok cho em luôn này. Đó,
đấy, phao trần ngang trần nhỏ cho em này, trơn đơn giản này, hơi chiết eo một xíu, và có hai cái túi khóa kéo cho em này. Đấy, chỉ cần đơn giản như này thôi, đẹp mà sang đúng không ạ? Tông màu đầu tiên em mang lên đây là tông màu đỏ rượu cho các chị yêu nhé. Mã hàng này em sale giá đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em với mức giá là 350.000. Và mã hàng cho em là mã hàng K45 nha. K45 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em, lên đơn mức giá 350.000 nha. Màu đỏ rượu hiện tại em có size L, size XL và size 2XL cho các tình yêu từ 50 cân đến 65 cân mình mặc vừa cho em này. Đó, mã hàng gì ạ? K45 màu đỏ rượu. Đó, hiện tại em còn size L, size XL và size 2XL cho từ 50 cân đến 65 cân mặc vừa cho em nhé. Bây giờ em tiếp tục qua màu của K45 này các chị yêu này. Rồi, tiếp tục màu K45 mà hiện tại chị Dương đang mặc là một tông màu đen này. Một tông màu đen thì không hề kén da, kén dáng, kén tuổi chúng ta đúng không ạ? Đấy rồi, một sản phẩm này mà mặc để giấu dáng rất là ok. Ngày hôm nay sale chỉ còn giá là 350.000. 350.000. 350.000 để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là K45. K45 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công. K45 ngày hôm nay em có 3 tông màu giới thiệu đến các chị yêu này. Đấy, vừa qua một tông màu đỏ rượu, một tông màu rất là đẹp và sang rồi. Bây giờ tiếp tục là một tông màu đen giấu dáng rất là ok và rất là dễ mặc đúng đối với cái tông màu đen đúng không ạ? Rồi bây giờ chuẩn bị qua tiếp một tông màu nữa của K45. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em, K45 kèm màu, kèm số điện thoại, lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000 nhá. Quá đẹp luôn các chị ạ. Ngoài thị trường họ bán những cái phao này không thể nào dưới 600-700.000 được nhá. Hàng của em là hàng Quảng Châu cao cấp này, tác mắc đầy đủ cho em này. Chất liệu cực kỳ đẹp này, từ những cái đường kim mũi chỉ cho đến đường trần bông, cực kỳ đều và dày dặn cho em nhá. Tiếp tục lên tông màu nâu này các chị ơi. Một cái tông màu nâu tây rất là sang chảnh và nhã nhặn cho em đúng không ạ? Đó, tông màu nâu này hiện tại em còn đủ size, từ size M đến size 2XL, từ 45 cân cho đến 65 cân mình mặc thoải mái vừa cho em này. Mã hàng cho em nhá. Mã hàng là K45 nhá. K45 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Mã phao này được gọi là mã phao công sở, mã phao dành cho các chị yêu mà hơi đứng tuổi một xíu cho em này. Đấy, từ khoảng độ 35 tuổi cho đến các mẹ, các dì mình đúng không ạ? 45, 50, 60 mặc cho em mã này rất là đẹp. Đấy, và mã này nó rất là sang các chị ạ. Nó chỉ trơn đơn giản như này thôi. Đó, và nó trần ngang nhỏ như này rất là được lòng các chị em đúng không ạ? Đó, em sale mức giá có 350.000 thôi mà hàng đẹp như này rồi. Mà mình không mua thì quá là tiếc luôn đúng không ạ? Mua tặng mẹ tặng gì một cái đi ạ, lâu ngày mình không về chơi với mẹ rồi đúng không ạ? Mình tặng mẹ một cái áo như này giữ ấm cho em rất là tốt. Và như nào ạ, dáng của nó là dáng dài các chị yêu nha. Dáng dài giữ ấm cho cơ thể rất là tốt. Thùy Dương bên em là cao 1m55, mặc vừa chạm gối luôn này. Đấy, mặc những cái này nó rất là ấm luôn các chị ạ. Mặc ấm từ đầu đến chân luôn, thời tiết tại Hàn mặc rất ok. Ngoài ra nó còn là cái khóa hai chiều này cho em nhé. Đấy, mình mặc, mình đi xe máy mình soạc này thoải mái cho em này. Đấy, xong mình lại kéo xuống cho em này. 3 tông màu nhá, em giới thiệu lại về sản phẩm trước khi em qua mẫu này. Rồi, em xin giới thiệu lại sản phẩm em đang mặc trên người. Sản phẩm em đang mặc trên người là một sản phẩm hàng phao cao cấp đến từ hàng Quảng Châu này, với thiết kế là trần ngang này. Điểm nhấn là đây là có những dòng chữ này, túi giả bên trên và túi thật ở bên túi giả bên dưới và túi thật ở bên trên này. Đằng sau cũng là điểm nhấn ở trong mũ nhá, rất là đẹp đúng không nào? Đặc biệt đây là khóa hai chiều giúp em. Vải này phải rất là dày dặn luôn này, khóa hai chiều ra đường cho em, nếu mà gặp gió luồn vào thì nếu mà đi xe máy thì là kéo lên, còn không đi xe máy mình lại kéo xuống, rất là tiện lợi đúng không nào? Mã sản phẩm em đang mặc trên người này K45 hôm nay sale chỉ có 350.000 thôi. 350.000 một cái hàng chất lượng cao này thì mọi người đừng chần chừ giúp em nào. K45 em đang mặc trên người đó là một tông màu nâu này, một tông màu nâu K45 350.000 này, K45 màu đỏ rượu 350.000, và cuối cùng là K45 màu đen 350.000 thôi, chỉ 350.000 thôi. Mọi người nhớ là yêu thích để lại cho em mã sản phẩm kèm màu, kèm số điện thoại giúp em nha. Đủ size đủ số cho mọi người lựa chọn, từ size M đến size 2XL này, từ 45kg đến 60kg giúp em này. Đấy, rất là đẹp luôn rồi. Nhanh tay cho em nào, K45 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. Đúng cú pháp mã hàng kèm màu, kèm số điện thoại em lên đơn cho mình thành công nha. Đó, hiện tại cái màu đỏ rượu thì em chỉ còn size L, size XL và 2XL cho từ 50 cân đổ lên này đến 60 cân này. Còn màu nâu và màu đen thì em vẫn còn đủ size, từ size M đến size 2XL cho khoảng cân nặng từ 45 cân nhé. Từ 45 cân cho đến 65 cân này, cái này quá đẹp luôn các chị ạ. Đúng rồi đấy ạ, cái một sản phẩm này này quá trời đẹp, quá trời sang như vậy thì còn chần chờ gì nữa nào. Chiều nào mà mình làm văn phòng công sở mình mặc cho em những cái dáng phao này thì rất là sang nhá. Đấy, đi đến chỗ nào thì rất là sang đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi ngày hôm nay sale chỉ 350.000 để đúng cú pháp cho em là K45 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K45 màu đen 350, K45 màu đỏ rượu 350 và K45 màu nâu 350.000 các chị nhá. Đúng rồi, phí ship bên em là đồng giá 40k.
Phí ship của em là 40k một cái áo phao nhá, thêm một áo phao thêm 10k cho em. Bây giờ ship 2 áo phao là 50k, ship 3 áo phao là 60k cho em. Thông cảm giúp em là em không free ship được. Bán cái áo phao này có 350.000 thôi. Ngoài kia các shop người ta bán 600-700.000, người ta còn chẳng free ship đúng không ạ? Mà cái phí ship này là em trả cho bên bưu điện chứ không phải là em thu vào túi mình đâu ạ. Nên là mình mua hàng thì mình vui lòng chị phí ship giúp em nha. Đó. Hoặc là các chị ơi, chị nào gần shop em thì mình ghé trực tiếp shop em để mua đồ nhé. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang này. Mình ghé trực tiếp mình mua đồ cho ưng ý. Ở xa thì mình mua đồ nhanh nhất là mình chốt cho em theo đúng cú pháp là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại tại livestream để nhân viên bên em lên đơn cho mình nhanh nhất nha. Đó. Rồi bây giờ em tiếp tục qua sang một cái dáng phao ngắn của tình yêu nha. Rồi em tiếp tục qua một cái dáng phao ngắn này. Nếu mọi người không thích dáng phao ngắn thì là mọi người qua dáng phao lửng giúp em nha. Hôm nay cái chiếc áo phao này với thiết kế điểm nhấn này. Đây là một cái phao nhăn giúp em nha. Đấy, một cái phao nhăn này. Cổ lông với mũ là mọi người có thể tháo rời giúp em này. Đấy. Phần rất là cute, rất là đẹp luôn này. Đây là một cái form dáng rất rộng này. Đằng sau là có hai cúc nhăn rất nhỏ nhắn và rất tinh tế. Đằng bên dưới eo này có khóa giả cho mọi người này. Đấy. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là K59. K59 hôm nay em sẽ sale một cái giá cực kỳ sốc với các chị em này. Các chị em không phải đoán được đâu. Yêu thích để cho em là K59 kèm màu kèm số điện thoại. Giá sản phẩm em sale hôm nay là chỉ còn 299.000 thôi chị ạ. 299.000 mà em phao ngắn này cho em nhá. Chiêu nào không thích mặc phao dài đúng không? Mình thích phao ngắn cho nó gọn gàng, nó dễ vận động. Đấy. Còn là mình cũng không cần phải giữ ấm quá nhiều, mình ở trong nhà nhiều đúng không ạ? Thì mình mặc cho em cái dáng phao ngắn này rất là ok luôn này. Chất liệu là phao nhăn trần bông hàng cao cấp đến từ Quảng Châu cho em. Thiết kế là ôm vừa vặn vào người cho em luôn nhá. Đó, và có hai cái túi đây này. Đấy, hai túi thật luôn cho em này. Đấy chưa ạ? Khóa là khóa bạc rất là sáng, kèm cho các chị một cái mũ cổ lông tiêu, hoàn toàn có thể tháo mũ và tháo lông được luôn các chị yêu nhá. Mã này em sale mức giá chỉ có 299.000 thôi. Và mã hàng cho em là mã hàng K59 nha. K59 kèm màu, kèm size, kèm theo số điện thoại cho em. Mình lên đơn mức giá 299.000. Tông màu đầu tiên đó chính là tông màu đỏ rượu đấy ạ. Đấy, một tông màu đỏ rượu rất là sang cho em luôn đúng không ạ? Tiếp tục em qua màu này. Hàng đủ size, đủ số, từ size L đến size 2XL. Cho cân nặng từ 40 cân đến bao nhiêu ạ? 40 cân đến 60 cân mặc vừa mã này cho em nhé. Rồi tiếp tục là K59 một màu xám này. Một màu xám này là một màu của công sở, một màu rất là sang chảnh đúng không ạ? Rồi chị em nào thích sang, thích tinh tế mặc cho em màu xám này. Đi đâu cũng sang, sang cả một bầu trời luôn. Rồi để đúng cú pháp cho em nào, K59 kèm màu kèm số ra trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 299.000. Và hàng có đủ size cho các chị em mình lựa chọn nhá. Đấy, mình thích thì mình để đúng cú pháp ở đây cho em. Đúng rồi, K59 tiếp tục lên một tông màu hồng vỏ đỗ cho em này. Một tông màu hồng tím tím nhẹ nhàng trẻ trung cho em nhá. Kèm cho các chị một cái cổ lông tiêu quá là xinh luôn đúng không ạ? Hai cái túi này là hai cái túi thật cho em này. Đó. Mã này đẹp nhỉ? Mã này rất là vừa người luôn. Nó rất là vừa người luôn mà nó có size nhá. Form nó nhỏ nhỏ thôi các chị ạ. Đấy, chị nào nhỏ người mình chọn cho em dáng này cũng được này. Và các chị nào thích mặc phao gọn gàng chọn cho em dáng này rất là ok. Phao nhăn trần bông hàng Quảng Châu siêu dày siêu ấm cho em này. Tác mắc hàng Quảng Châu cho em này. Khóa bạc sáng trưng luôn nhá. Đó, sale có 299.000 thôi. Để lại đúng cú pháp cho em là K59 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em nha. Rồi nhanh tay để giúp em nào. Hôm nay sale chỉ có 299.000 thôi. Yêu thích để cho em là K59 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Đủ size cho mọi người lựa chọn từ size L đến size 2XL này. Nên là mọi người nhanh tay lên nhé. Đây là một cái áo phao cực kỳ lạ luôn này, thấy chưa? Rất là lạ, rất là đặc biệt. Em đảm bảo là ngoài thị trường em chưa hề nhìn cái áo phao này xuất hiện đâu. Bởi vì đây là cái hàng Quảng Châu cao cấp bên em này. Mà bây giờ nhá, hàng Trung Quốc, hàng xuất khẩu hàng Quảng Châu này đã đóng cửa rồi, không hề sản xuất mấy cái áo phao này nữa. Nên là rất ít mọi nơi có cái áo phao này, chắc là chỉ của bên em thôi. Một cái áo phao cực kỳ lạ, cực kỳ độc quyền luôn đúng không nào? Nhanh tay giúp em nào. Rất là vừa là đủ size cho mọi người lựa chọn này, chỉ 299.000 thôi. Rồi. Một cái tông màu hồng em đang mặc là một cái tông màu cực kỳ đẹp. Tiếp tục là K59 màu đen này. Đấy, K59 màu đen thì rất là dễ mặc đúng không ạ? Phù hợp với mọi lứa tuổi và phù hợp với mọi vóc dáng này. Đấy, mọi làn da của chúng ta đúng không ạ? Rồi K59 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 299.000. Và hàng bên em là hàng có đủ size các chị nhá. Cái dưới 65kg là mình có size nhá. Đấy, đây là chiều cao cân nặng nào mình có thể có size lựa chọn. Đúng rồi, nhanh tay lên nào. Hôm nay bên em là có 5 màu. 5 tông màu nha. 5 tông màu, 5 sự lựa chọn cho các tình yêu nào. Các tình yêu hôm nay bên em chỉ sale chiếc áo 5 mặc này chỉ có 299.000 thôi. Em xin nhắc lại nha. Đây là một cái áo phao đến từ hàng Quảng Châu cao cấp này. Đây là phao da trần giúp em này. Đấy, cổ lông này là lông tiêu này, rất là dày dặn, mọi người có thể tháo ra giúp em này. Rất là lạ luôn, một cái áo sa phao rất là lạ này. Túi thật ở đằng trước này. Đằng sau có hai cúc điểm nhấn rất là cute, cực kỳ là sang chảnh, rất là lạ mắt đúng không nào? Viền áo này
khóa giả cho mọi đấy. Người luôn đúng không nào? Rất là đẹp luôn này, khóa bạc sáng trưng cho em nhá. Mũ lông này thì các chị tháo mũ cũng được, các chị tháo lông cũng được luôn cho em nhá. Rất là gọn gàng cho mình đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá chỉ có 299.000 thôi. Chốt cho em theo đúng cú pháp nào. Mã hàng K59 kèm màu kèm size kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 299.000. Giá quá là rẻ, tình thương mến thương rồi đúng không ạ? Lại giữ ấm cho cơ thể rất là tốt này. Mặc đi chơi Tết đi du xuân cho em rất là ok. Năm nay thời tiết là lạnh là rét liên tục đấy ạ. Nên là mình phải nhanh tay mình sắm Tết cho em những cái áo phao này để giữ ấm cho cơ thể. Chứ không là đi chơi Tết là chết rét luôn đấy các chị yêu nha. Bây giờ em xin phép là giới thiệu lại về một sản phẩm trước khi em rút mẫu nha. Rồi bây giờ em xin phép giới thiệu lại một lần nữa về sản phẩm và từng tông màu của K59 này. Sản phẩm mà em đang mặc trên người là một sản phẩm dáng phao ngắn được thiết kế này. Được thiết kế là kiểu dáng rất là đẹp này. Đấy, kiểu dáng rất là độc lạ đúng nào. Rồi điểm nhấn đằng sau lưng của chúng ta này. Đấy, và phối trên phần cổ áo chúng ta là có một phần mũ lông. Phần mũ lông này có thể tháo rời cả mũ, cả lông cho em này. Đấy, bên sườn cũng có khóa sườn để điểm nhấn này. Túi đằng trước là túi thật cho em nhá. Và ngày hôm nay sale mức giá chỉ còn 299.000. Chất liệu là phao nhân trần bông cao cấp, để đúng cú pháp cho em nào. K59 kèm màu kèm số điện thoại kèm size trên cùng một dòng comment cho em. K59 màu xanh rêu 299.000. K59 màu xám này 299.000. K59 màu đỏ rượu này 299.000. K59 màu hồng phấn hồng vỏ đỗ này 299.000. Và K59 màu đen em đang mặc này 299.000. Yêu thích để đúng cú pháp cho em lên đơn hàng thành công này là K59 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 299.000. Và đủ size đủ số, cứ dưới 65kg mình có size lựa chọn cho em nhá. Đấy, mình yêu thích là mình phải để đúng cú pháp, mình lên đơn hàng thành công này. Bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn về chiều cao cân nặng, nên các chị yêu cứ yên tâm. Đấy. Yên tâm để lại cho em theo đúng cú pháp là mã hàng kèm màu kèm size kèm số điện thoại. Là hệ thống bên em quét đơn, sau đó sẽ có telesale gọi điện để tư vấn cho mình nữa nhé. Mình cứ yên tâm cho em là không cần phải em gọi chốt đơn đây nhá. Hiện tại là cái số lượng đơn hàng và số lượng comment đang hơi nhiều, nên là em không kịp em trả lời hết tất cả các comment của mọi người nhé. Nên là tập mong các tình yêu thông cảm cho em này. Em sẽ tập trung em qua mẫu rất là nhanh để các tình yêu ngày hôm nay shopping được nhiều mẫu nhất có thể cho em nhá. Bây giờ em chuyển sang một mã áo dạ các tình yêu nha. Rồi tiếp theo em đang chuyển mặc trên người một chiếc áo dạ này. Một cái áo dạ cực kỳ đẹp luôn. Đây là dạ em bên em nhá, với form là cổ vest này đấy, rất là to và còn rất là tinh tế luôn này. Đấy, dạ ép này không phải là hàng vớ vẩn đâu đúng không nào. Với thiết kế này, ống tay xoắn chéo này. Đây là một cái form dáng baby doll giúp em nhá. Một cái form dáng baby doll này. Đằng sau rồi cài đai giúp em này. Hôm nay chiếc áo dạ này em sale cho mọi người một cái giá cực kỳ sốc luôn. Bởi vì hôm nay cái áo dạ em đang mặc chỉ còn số lượng rất là ít. Sale cho mọi người trong livestream ngày hôm nay chỉ còn 249.000 thôi. Yêu thích để cho em mã sản phẩm là K09. K09 hôm nay em có hai tông màu này. Màu tiên em đang mặc trên người đó là một tông màu nâu bò này. Một cái tông màu nâu bò cực kỳ là sang chảnh luôn này. Đấy, chỉ có 249.000 thôi. Một tông màu tiếp theo đó là một cái tông màu be này. Đúng rồi, một tông màu be, một tông màu trắng kem này cho em nhé. Đó, thiết kế này quá là đẹp luôn này. Sale có 249.000 thôi ạ. Để lại đúng cú pháp cho em là K09 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Lưu ý giúp em là sản phẩm này hiện tại em chỉ còn size nhỏ, chỉ còn size lớn các tình yêu nhé. Chỉ còn size L, size XL và size 2XL. Cho các tình yêu từ 55 đến 70 cân mình mặc được cho em mã này nhé. Còn dưới 55 cân hiện tại em đã hết hàng mã này rồi cho em rồi này. Đó, K09 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá bao nhiêu ạ? Mức giá có 299.000 thôi. Dạ ép hàng Quảng Châu này đẹp chưa ạ? Đấy, thả suông ra rất là đẹp cho em nhé. Nhưng chỉ tội là nó chỉ còn size lớn thôi ạ. Đó, chỉ còn size lớn là size L, size XL và size 2XL cho em này. Cho từ 55 đến 70 cân này. Tông màu kem và tông màu nâu bò cho em nhé. K09 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 249.000 các tình yêu nhé. Nhanh tay lên đơn cho em, không là số lượng hàng đang chuẩn bị hết rồi đấy ạ. Rồi bây giờ thì Dương xin phép và giới thiệu sang một sản phẩm phao ngắn là một sản phẩm hiện tại thì Dương đang mặc trên người đấy ạ. Là một sản phẩm phao này hàng Quảng Châu cao cấp, trần bông rất là dày dặn này. Được thiết kế này, được thiết kế là phần mũ có thể tháo rời cho em nhá. Đấy, mũ có thể tháo rời cho em, trần bông rất là dày dặn. Và điểm nhấn đặc biệt là cái sản phẩm này được thiết kế hai phần eo của chúng ta được chiết eo ôm gọn cơ thể chúng ta này. Đấy, mặc phao nhưng không hề bị phá dáng này mà vẫn là tôn dáng của chúng ta, rất là đẹp đúng không ạ? Ngày hôm nay sale sản phẩm này với mức giá 299.000. Để đúng cú pháp cho em lên đơn hàng thành công là K34 kèm màu kèm tốn tại trên cùng một dòng comment. K34 em có 4 tông màu giới thiệu cho các chị yêu. Và có đầy đủ size từ size M cho đến size 2XL. Từ 38 đến khoảng 60kg mình có size lựa chọn cho em. Để đúng cú pháp mình lên đơn hàng thành công là K34 kèm màu kèm tốn tại trên cùng một dòng comment. Thì Dương vừa qua một tông màu đen rồi đấy ạ. Rồi đúng rồi, yêu thích sản phẩm nào phải để ngay cho em sản phẩm đấy, mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại. Bởi nếu bên em mà qua mẫu thì một là hết hàng, hai là không còn size, ba là không bao giờ còn được cái giá đẹp như này thôi đúng không nào.
nhanh tay để cho em nào. Tiếp theo nó lên một cái tông màu là một tông màu đỏ. Nhìn thôi đủ ấm rồi, cái thời tiết dưới 10 độ C. Các chị em đừng chần chừ suy nghĩ, bởi là chỉ trong vòng một đốt nhạc thôi. À không, xin lỗi, chỉ trong vòng 1-2 giây thôi là hết hàng luôn. Hôm nay xả kho rồi, vét voi kho để xả cho các chị em đấy. Nên là chốt nhanh cho em nào. Tiếp theo này, quay lại mát sản phẩm đang mặc trên người là K34. Hôm nay em sale chiếc áo phao công sở này, chiếc eo này, đấy. Chỉ có 299.000 thôi. 299.000 được một chiếc áo phao dày dặn trần bông đến từ Hàn Quốc chiều cao cấp. Thì mọi người đừng chần chừ giúp em nào. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K34 kèm màu đỏ, kèm số điện thoại giúp em nha. Đủ size, đủ số cho các chị em lựa chọn này. Đúng rồi, K34 lên màu đỏ này. Bề tiếp tục K34 lên màu hồng nhá. Sale mức giá 299.000 một em áo vào hàng Quảng Châu cao cấp cho em này. Đấy, đủ size đủ số từ size M đến 2XL, 40 cân, 38 cân luôn này, cho đến bao nhiêu ạ? 60 cân mình mặc được mã này cho em nhé. Đấy, chiếc đeo rất là vừa vặn này, phần túi này có khóa cho em luôn này. Đấy, mình cất đồ thứ rất là ok, không nó rơi đúng không ạ? Từng đường kim mũi chỉ cho đến cái trần bông nó rất là đều và rất là đẹp cho em, mình đó là hàng Quảng Châu các chị yêu nhá. Chốt cho em theo đúng cú pháp nào. Mã hàng K34 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại nha. Rồi, bọn em tiếp theo qua một cái tông màu cuối cùng của cái tông màu K34 này. Bốn tông màu đã qua rồi. Bây giờ màu cuối cùng em đã qua đó là một tông màu xám này. Tông màu xám áo phao này thì mặc vào cực kỳ là sang chảnh, không còn gì để điểm nào chê đúng không nào. Cái màu xám này mặc lên rất là tôn da và rất là đẹp nhá. Sang cả một con người luôn. Hôm nay sale bao nhiêu nhở? 299.000, mọi người không hề nghe nhầm nhé. Ê, em đảm bảo này. Đấy, nhìn cái đường may này, cái chỉ của bên em chuẩn có bà chỉnh luôn. Đấy, 299.000. Chính xác luôn. K34 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Rồi, bây giờ đây là từng tông màu của K34 này. Em xin phép giới thiệu lại từng tông màu của K34 để mình ngắm lại một lần nữa và lên đơn hàng cho em nha. Rồi, sản phẩm K34 là một sản phẩm phao trần bông đại Hàn Quảng Châu cao cấp, được thiết kế là chiếc eo này. Đấy, được thiết kế chiếc eo ôm gọn cơ thể chúng ta, thiết kế điểm nhấn mũ có thể tháo rời cho em. Rồi, ngày hôm nay sẽ mức giá 299.000. Để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công là K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Có đầy đủ size từ 38 đến 60kg, mình có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng cú pháp K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K34 màu xám này, 299.000. K34 màu hồng phấn này, 299.000. K34 màu đỏ, 299.000. Và K34 màu đen, 299.000. Kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ với giá là 299.000 thôi ạ. Đấy, đầy đủ 4 tông màu của K34 nhá. 5 giây cuối cùng cho chị yêu nào yêu thích mã K34. Để đúng cú pháp cho em K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ 299.000 nhá. Đấy, hàng có sai của em ơi. Rất là dày dặn. Chỉ cần luôn. Để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại là mình đã được lên hàng rồi các tình yêu nhé. Thông cảm giúp em là em không kịp đọc tên tất cả mọi người này. Đó, các chị cứ chỉ cần để lại đúng cú pháp là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại là hệ thống của bên em sẽ tự động quét đơn, sau đó sẽ có telesale gọi điện chốt đơn cho mình nhá. Nếu không cần phải em gọi tên thì mình mới được chốt đơn đâu. Đó, thông cảm giúp em là hiện tại nhiều comment thì em không kịp trả lời hết comment của mọi người ấy. Đó, bây giờ em xin phép là sẽ tiếp tục qua mã tiếp theo này. Sang có một mã kiểu nó trẻ trung và nó tin hơn các chị yêu nhá. Rồi. Với điểm nhấn là cái phần gì ạ? Cái áo phao này nó là cái form nó hơi suông suông một tí. Đấy, dáng kiểu hơi suông suông kiểu dễ thương ấy. Đó, sau đó kèm cho các chị những cái cúc màu này, cúc màu và logo ở đây này. Đấy, logo ở tay và logo ở túi mũ đằng sau cho em này. Thì cái mã này nó là kiểu trẻ trung dễ thương đúng không ạ? Kiểu tin và trẻ tuổi một xíu, mình mặc cho em mã này rất là ok luôn nhá. Mã này ngày hôm nay em cũng sale giá rất là yêu thương cho các tình yêu này. Sale chỉ còn 350.000 nhá. 350.000 mã này cho em này. Và mã hàng của em nó là K43 nhé. K43 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Lên đơn mức giá 350.000. Tông màu đầu tiên em đang lên ở đây là tông màu xanh rêu của tình yêu này. Đứng, cho tay vừa nó phát ra. Đấy, tông màu đầu tiên đang lên là tông màu xanh rêu cho em nhé. Đó, có đủ size này, từ size M đến size XL. Cho từ 40 cân đến 60 cân mình mặc được mã này cho em nhé. 40 cân đến 65 cân mặc được mã này cho em này. Mã hàng cho em là K43. K43 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Lên tông màu xanh rêu này. Rồi, tông màu xanh rêu là một tông màu cực kỳ là đẹp luôn đúng không nào. Rất là tôn da, tôn dáng của những chị em nào trắng này. Rất là tôn da luôn. Hôm nay em sale chiếc áo phao dài như này, với nhiều thiết kế điểm trẻ trung, năng động, cute như này, chỉ có 350.000 thôi. 350.000 một chiếc áo phao đẹp như này, với những logo rất là tinh tế này. Mã sản phẩm là K43. K43 hôm nay có đủ size, đủ số cho mọi người lựa chọn. Từ size M đến size 2 đến size XL này. Đấy, nên mọi người nhanh tay giúp em nhá. Sale chỉ còn 350.000 thôi nào. Đúng rồi, từ M đến XL K43 đang lên màu nâu này. Đấy, một tông màu nâu của K43 rất là đẹp đúng không ạ?
Rồi ngày hôm nay sale chỉ 350.000 để đúng cú pháp cho em K43 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. K43 màu xanh rêu 350.000 và K43 màu nâu 350.000. Để đúng cú pháp mình lên đơn hàng thành công một sản phẩm phao đại hàn, thiết kế form dáng là kiểu như là form dáng rất là trẻ tuổi, trẻ trung đúng không ạ? Rồi nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào. K43 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. Đấy, một sản phẩm phao này rồi. Rất là cá tính đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là trẻ luôn các chị ơi nhá, với rất là nhiều điểm nhấn cho sản phẩm này. Và phao của em vẫn là phao Trần Bông nhá, phao Trần Bông hàng Quảng Châu, siêu dày siêu ấm cho em. Mặc thời tiết vừa mưa vừa gió cho em là rất là thích hợp luôn này. Đó, xả 350.000 thôi. Mã hàng cho em là K43 nhá. K43 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 350.000 nào. Đủ size, đủ số, từ size M cho đến size XL, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Đó, nhanh tay lên đơn cho em nhé, không là hết hàng, mất rẻ mã này này. Rồi, nhanh tay lên đơn cho em, nó không là hết hàng này. Các tình yêu hôm nay mua sản phẩm ở bên em trong livestream ngày hôm nay thì ra chia sẻ cho em vài lượt nho nhỏ nha, rồi vào đây mua hàng với cái giá giảm, với cái giá sale cực kỳ là sốc ốc luôn đúng không nào? Nhanh tay giúp em nào, mã sản phẩm em đang mặc đó là K43. K43 hôm nay sale bao nhiêu nhỏ? 350.000 thôi. 350.000 một cái chiếc áo, đây gọi là áo rất là đẹp luôn này, đủ sắc cầu màu vàng này, trắng xanh này, xanh đỏ này. Đấy, cầu vòng ở ống tay này. Túi này còn cứ túi hai túi đằng sau đúng không? Em đảm bảo là rất là lạ mắt, em chưa nhìn thấy áo phao này như này luôn đấy. Em chưa nhìn thấy bao giờ luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Logo ở trước này, logo ở đằng sau này. 350.000, đủ size đủ số cho mọi người nhá. Rồi, tiếp tục bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu qua một sản phẩm phao ngắn tiếp theo. Sản phẩm mà em đang mặc trên người là một sản phẩm phao được thiết kế này, thiết kế dáng ngắn, được bo ở phần ống tay và bo ở phần dưới gấu áo cho chúng ta nhé, không sợ gió lùa khi chúng ta đi đường đúng không ạ? Rồi, sản phẩm được thiết kế này, được thiết kế phần điểm nhấn là logo ở ngực và logo ở tay rất là trẻ trung năng động. Đấy, khóa là có tác này, rất là đẹp đúng không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá chỉ còn giá là 350.000. Chỉ 350.000 trên sản phẩm phao hiện tại em đang mặc. Chiêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em nào là K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K15 màu em đang mặc là một màu đen này. Đấy, một tông màu đen rất là dễ mặc đúng không ạ? Một cách này, một cách phối những cái logo này rất là trẻ trung năng động đúng không ạ? Rồi, hàm em là có đủ size dưới 60kg, em đều có size lựa chọn cho các chị yêu này. Đấy, chị yêu nào mà yêu thích cái mã này mình để đúng cú pháp cho em nào. K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhé. Rồi, K15 kèm màu kèm số điện thoại cho em nào. K15 hôm nay có rất là nhiều tông màu luôn, nên các chị em nán lại đây, chim sẽ lên lần lượt từng tông màu để nhìn thấy được vẻ đẹp của nó nhé. Đấy, nhìn cái cổ rất là to luôn này. Logo rất là nhỏ nhắn ở phần trước ngực này. Đấy, logo ở phần ống tay cực kỳ là sang chảnh này. Túi này, khóa lên khóa xuống này, đút gì cho em rất là không hề sợ rơi đúng không nào. Lại còn có mác ở túi, mác ở cổ kéo nữa. Còn chỉ bao nhiêu nhỉ? 350.000 thôi đúng không? 350.000 một chiếc áo đẹp này đúng không nào? K15 kèm màu kèm số điện thoại, một cái tông màu đỏ rực lửa này, mặc cực kỳ là ấm luôn đấy. Đúng rồi, các chị mặc đi chơi Tết cái này rất là đẹp luôn đúng không ạ? K15 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nhé. K15 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nào. Tiếp tục qua màu này các tình yêu này. Ngày hôm nay rất nhiều màu cho các chị yêu lựa chọn nhé. Mã này thì là mã form nhỏ các chị yêu ơi. Trong khoảng cân nặng từ 40 cân đến 60 cân mình mặc được cho em, và em chỉ có size M và size L. Size M và size L. Rồi nào các chị ơi, là tiếp tục qua K15 màu xanh rêu. K15 màu xanh rêu, một tông màu này rất là bật tông da và rất phù hợp chị yêu nào mình hơi đứng tuổi một xíu đúng không ạ? Rồi, để đúng cú pháp lên đơn hàng là K15. K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ là 350.000 thôi ạ. 350.000 qua mẫu cực kỳ nhanh như là gió lốc, như các chị phải yêu thích và phải chốt ngay cho em như là một gió luôn, cũng như gió luôn giúp em đúng không? Chốt nhanh không là qua mẫu là em sẽ không quay lại nữa nhá. Mã hàng K15 tiếp tục lên tông màu hồng này, nhẹ nhàng và trẻ trung đúng không ạ? Chiêu nào nhỏ người bé người đúng không? Mình mặc những cái áo phao mình sợ mình nuốt người, mình chọn cho em cái dáng này rất ok nhá. Đó, dáng ngắn này, dáng ngắn và rất là ấm áp cho em này. Đấy, lại cũng rất là tôn dáng của mình đúng không ạ? Rất là trẻ trung cho em nhá. Đó, sale mức giá 350.000 nha. K15 kèm màu kèm số điện thoại nào. Lên đơn mức giá 350.000 ạ. Rồi, K15 kèm màu kèm số điện thoại lên với mức giá là bao nhiêu nhỉ? 350.000 thôi. 350.000 một cái chiếc áo phao rất là dày dặn đến từ hàng Quảng Châu cao cấp như này. Tông màu nào cũng đẹp, tông màu nào cũng thích luôn. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. K15 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi, tiếp tục là tông màu cuối cùng của K15 là một tông màu trắng này, một tông màu trắng rất là tinh tế và trắng tinh khôi đúng nào? Rồi, để đúng cú pháp xem là K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 và hàng có đủ size dưới 60kg mình lựa chọn cho em này. Rồi, K15 màu hồng phấn này 350.000 này. K15
K15 màu xanh rêu 350.000, K15 màu đỏ 350.000, K15 màu đen 350.000 và K15 màu trắng 350.000 nhá. Để đúng cú pháp cho em nào, K15 kèm màu kèm số giá trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000 các chị ạ. Và dưới 60kg thì đều có size lựa chọn cho em. Các chị nào mình đã thích rồi thì mình để đúng cú pháp tại đây để mình được lên đơn hàng thành công. Bên em sẽ có một đội ngũ nhân viên CLC gọi điện để tư vấn về chiều cao cân nặng. Làm thế nào chọn cho các chị yêu mặc một cái sản phẩm áo vừa đẹp nhất có thể bên em mới gửi hàng. Trong trường hợp các chị yêu mà không mặc vừa bên em cũng không ép size làm gì cả. Nên mình cứ yên tâm để đúng cú pháp tại đây nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu đây ạ. Rồi sang mã tiếp theo luôn nha. Sang mã tiếp theo luôn, ngày hôm nay qua mẫu rất là nhanh này. Sang mã tiếp theo chất liệu rất là đẹp luôn cho em này. Kiểu phao phao mịn ấy nhưng mà nó trần cái bông cũng rất là mềm cho em nhé. Mã này là gì đây nhỉ? Rồi nhanh cái giúp em lại qua một cái mẫu phao áo dài đây đúng không nào? Cực kỳ là đẹp luôn này, với điểm nhấn này. Đấy, mọi cái phần túi này có một lỗ tròn này. Đấy, rất là tinh tế, rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Phao trần bông mọi người hay, người ta hay trần dọc, trần ngang, nhưng đây là trồng, đây là trần lượn sóng luôn này. Đấy, trần lượn sóng luôn đấy, rất là đẹp đúng không nào? Nhanh tay giúp em, hôm nay em sale cái bộ áo phao này sốc tận áp luôn cho các chị em đấy. Bởi vì cái áo phao này là số lượng rất là ít này. Đấy, số lượng về rất là ít này. Một đó, cái áo phao trần bông rất là đẹp luôn. Mã này cho em này, em sale ngày hôm nay với mức giá là 350.000 các tình yêu nhá. Mã hàng cho em là K37 này. K37 em có đủ size cho các tình yêu từ 45 cân cho đến 65 cân mình mặc thoải mái cho em này. Khóa rất là sáng luôn cho em đúng không ạ? Đấy, khóa bạc siêu sáng cho em và siêu nổi bật ở phần giữa cho em này. Đó, thiết kế này. Thiết kế cái dáng này nó phía trên nó ôm ôm, phía dưới nó hơi xuông xuông một tí các chị nhỉ. Đó, và có điểm nhấn là hai cái túi này. Hai cái túi nắp lỗ tròn này. Rất nổi bật đúng không ạ? Túi này là túi thật cho em nhé. Đấy, có vào khúc bấm luôn này. Đấy, điểm nhấn nữa này, hai cái dây rút màu cho em này. Pha màu phối màu rất là trẻ trung cho em nhé. Trần lượn sóng nha. Mã hàng cho em là mã hàng K37 này. K37 sale 350.000. Lên tông màu đầu tiên là tông màu xám này. K37 màu xám sale 350.000. Đó, hàng có đủ size cho em, cho từ 40 cân đến 65 cân mặc được nhé. Tiếp tục thì dương qua K37 màu hồng phấn này. Một tông màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng, tinh tế và rất là trẻ trung đúng không ạ? Đấy. Rồi để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công, K37 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công với mức giá 350.000 chị. 350.000 các chị nhá. Và hàng có đủ size đủ số, cứ dưới 65kg em bao thì vừa cho các chị yêu luôn. Để đúng cú pháp lên đơn hàng là K37 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi K37 kèm màu kèm số điện thoại. K37 là mã sản phẩm năm mặc trên người. Một chiếc áo phao từ hàng Quảng Châu cao cấp, da rất là mềm luôn, mịn màng. Cái áo phao này cực kỳ lạ này, rất là đẹp luôn này đấy. Điểm nhấn rất là cute, rất là đẹp lạc lối luôn này nè. Chỉ bao nhiêu nhỉ? 350.000 thôi. 350.000 một chiếc áo phao như này. Đấy, đừng chần chừ nữa nhé. Đây là phao cái trần, dáng trần này, cái dáng này là phía trên là ôm này, phía dưới hơi suông một tí này và nó vạt tròn nhé, vạt tròn cho em này. Đấy, vạt phía trước là vạt tròn cho em. Rất là dễ thương luôn đúng không ạ? Túi là túi chéo và phao trần lượn sóng cho em nhé. Khóa bạc đây rất là nổi bật cho em này. Chất liệu phao trần bông siêu mềm, siêu êm luôn này và cực kỳ ấm cho em nhé. Sale mức giá 350.000 thôi ạ. Mã hàng cho em là mã hàng K37. K37 nhỉ? K37 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em. Đó, lăng lên tông màu xanh ngọc này. Đấy, một cái tông màu xanh ngọc nhạt này rất là lạ mắt đúng không ạ? Xanh ngọc nhạt cho em nhé. Rồi K37 em lên tiếp tông màu xanh tím than này. Rồi tiếp tục là K37 một xanh tím than này. Một tông màu xanh tím than này là một tông màu trầm đúng không ạ? Chiều nào mình không thích những cái màu quá sáng này thì mặc cho em cái tông màu trầm này, thì thứ nhất là nó vừa sạch sẽ, thứ hai là nó mặc dấu dáng rất là ok. Rồi nó cũng phù hợp với độ tuổi nào mà mình hơi đứng tuổi một xíu rồi đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay sale chỉ còn giá 350.000 để đúng cú pháp. K37 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000 nhá. Rồi ok, bây giờ em xin phép được giới thiệu lại một lần nữa về sản phẩm K37 này. Có từng tông màu của K37 để mình ngắm lại một lần nữa và cùng lên đơn hàng nha. Rồi K37 là một sản phẩm phao được trần bông cao cấp đến từ Quảng Châu. Được thiết kế điểm nhấn này. Đấy, phần túi được thiết kế điểm nhấn rất là tinh tế đúng không ạ? Đấy, và cái phần mũ chúng ta có cái phần dây rút nhá. Đấy, khi chúng ta đi ngoài đường chúng ta rút cho em cái phần mũ vào này là không gió lùa được vào tay vào cổ chúng ta đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay sale chỉ với giá là 350.000, hàng có đủ size dưới 65 cân đều có size lựa chọn cho em. Để đúng cú pháp nào, K37 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. K37 màu xanh tím than 350.000, K37 màu xanh ngọc 350.000 này, K37 màu xám này 350.000 này, và K37
7 màu hồng 350.000 thôi. Nhanh tay giúp em nào, hôm nay chiếc áo này rất là đẹp, rất là rẻ. Em bao chất, bao giá, toàn thị trường, tất cả mẫu phao bên em luôn. Nên đừng chần chừ giúp em nào, nhanh tay để cho em. K37 là mã sản phẩm em đang cầm trên tay và em đang mặc trên người. Mới mức giá sale hôm nay là 350.000 ạ. K37 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em nha. Chính xác luôn nào. Phí ship bên em này, phí ship bên em ship toàn quốc một áo phao là 40.000 nhá, hai áo phao là 50.000, cứ thêm một áo phao thêm 10.000 giúp em này. Đó. Bên em là không miễn phí ship các tình yêu nhá, bởi vì ship như này đã rất là rẻ rồi ấy. Đấy, và kể cả cái này có cộng thêm ship vào cũng chỉ có 390.000, vẫn còn quá rẻ so với những chỗ khác đúng không ạ? Người ta bán những cái áo phao này 500-600 người ta cũng không miễn phí ship đúng không nào? Đấy, thông cảm giúp em, mình mua hàng mình chịu phí ship giúp em nhá. Hoặc chiêu nào gần shop em mình có thể ghé trực tiếp shop em để mua đồ này. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang các tình yêu nha. Rồi bây giờ thì dân qua một sản phẩm. Tiếp theo là một sản phẩm áo da hàng Quảng Châu cao cấp này, được thiết kế theo hãng kiểu hãng Zara nha. Sản phẩm được thiết kế là thiết kế cổ vest sang chảnh và tinh tế, lịch sự, rất là lịch thiệp này. Được thiết kế rất nhiều điểm nhấn trên cầu vai của áo, là đính trực tiếp đinh tán này. Đấy, rất là sáng đúng không ạ? Và khóa giả khóa thật của chúng ta này. Đấy, túi này là túi thật cho em, có kèm khóa nhá. Đấy, đút đồ đây thì không sợ rơi đúng không ạ? Khóa ống tay giúp chúng ta mở rộng phần ống tay này. Rồi ngày hôm nay sale sản phẩm này với giá chỉ 249.000 thôi ạ. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. Mã là K05. K05 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. Phần đai di động này mình không thích có thể bỏ ra cho em này. Đấy, không thích có thể bỏ ra cho em nha. Rồi ngày hôm nay sale chỉ 249.000 để đúng cú pháp là K05. Kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá chỉ 249.000 nhá. K05 màu vàng, một tông màu rất là trẻ trung, năng động và nổi bật ạ. Rồi hôm nay toàn tông màu cực kỳ là hot trend và nổi bật thôi đúng không nào. Tiếp theo tông màu em đang mặc đó là một tông màu nhũ bạc này. Một tông màu nhũ bạc hot trend của năm ngoái và cũng là hot trend của năm nay luôn này. Nên các chị em thích là phải zing ngay cho em này. Khóa là cực kỳ trơn luôn đấy, sáng choang cực kỳ trơn luôn. Đinh tán này, khóa thật, khóa giả, túi thật, túi giả này. Kèm đai cho mọi người nhá, nếu không thích đai thì bỏ ra cho em, mới lại mặc được rất nhiều kiểu đúng không nào. Sale hôm nay bao nhiêu nhỉ? Chỉ còn 249.000 thôi. 249.000 mà được một chiếc áo phao, à một cái áo da này. Áo da là hai lớp này, hàng dày dặn này. Dùng chất cho mọi người xem này đấy. 249.000 một chiếc áo da này thì đừng chần chừ giúp em, đặt ngay cho em mã sản phẩm là, mã sản phẩm em đang mặc trên người là K05. K05 hôm nay sale chỉ còn 249.000 thôi đúng không nào? Đúng rồi, K05 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em. Lên đơn mức giá 249k. Hàng Quảng Châu cao cấp rất là dày dặn cho em nhá. Đấy, mình mặc đi chơi Tết, mặc đi du xuân cho em với sản phẩm này rất là đẹp luôn đúng không nào. Đủ size, đủ số cho từ 40 cân đến 65 cân quay đầu mình mặc vừa cho em. K05 kèm theo màu nhũ bạc, kèm theo số điện thoại cho em. Lên đơn mức giá 249k nhá. Rồi tiếp tục này, K05 màu nhũ vàng là một tông màu này độc và lạ trên thị trường thời trang áo da, bởi vì sao, lần đầu tiên nó xuất hiện nha. Rồi sản phẩm này ngày hôm nay em sale với mức giá chỉ 249.000. Mà cái tông màu nhũ vàng này này, đấy vừa độc vừa lạ vừa sang đúng không ạ? Tôn da rất là ok. Rồi nhanh tay để đúng cú pháp lên đơn hàng là K05 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Rồi K05 màu nhũ vàng 249.000, K05 màu nhũ bạc 249.000 này, và K05 màu vàng 249.000 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em nhé. Đấy, với sản phẩm áo da này ngày hôm nay sale chỉ 249.000 thôi. Thế còn chần chờ gì nữa đúng nào? Đấy, một sản phẩm áo da dày dặn này em bao giá bao chất toàn thị trường luôn. Đảm bảo là không tìm đâu ra được một cái sản phẩm áo da chất lượng như bên em mà bán với giá 249.000 cả, được không ạ? Rồi để đúng cú pháp cho em là K05 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Phao vừa rồi mã bên em là K37 nhá. Đấy, phao vừa rồi mà sản phẩm mà em và Thùy Vân vừa mặc qua khỏi cái sản phẩm áo da này, mã là K37. Yêu thích để đúng là K37 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Rồi bây giờ qua tiếp. Ôi dồi ôi, dài thế. Rồi bây giờ qua tiếp một cái phao dáng dài, phao đại hàn cho em này. Đó, sang có một em phao dáng dài, phao đại hàn cho em nhé. Dáng này là dáng rất dài cho em luôn này. Đó, với cái phao này nó kiểu dáng rất dài và dáng kiểu Hàn Quốc ấy các chị. Chân của nó là chân chéo nhá, chân chéo hình thoi cho em này. Logo chữ C ở đây này. Khóa bạc rất là sáng luôn này. Đấy, khóa hai chiều bạc rất là sáng cho em này. Thấy chưa ạ? Đó, và phao, cái chất phao này nó rất là lì. Chất kaki. Nhỉ, kaki đúng không? Đó, chất này chất kaki cho em nhé. Kaki trần bông rất là lì và rất là dày cho em này. Đó, rất là trẻ trung và cá tính cho em nhé. Tông màu đầu tiên đó chính là tông màu xanh quân đội cho em này. Cái này rất là ngầu với cá tính cho em này. Đó, có cái điểm nhấn đằng sau nữa này. Đằng sau một cái hình họa tiết da này. Cá tính quá đúng không? Rất là cá tính và trẻ trung cho chị yêu nào. Mà mình kiểu phong cách chất chơi nghịch ngợm một tí này. Và mình phải cao ráo một xíu mình mới mặc được cái mã này cho em nhé. Bởi vì nó là dáng dài này. Người mẫu bên em là cao 1m63 này, mặc đến đầu gối luôn nhé. Đó, mã này thì kaki trần bông, dày quá, cực kỳ dày luôn này. Đấy, có cái mũ này,
điểm nhấn cái mũ cho em này, rất là hay luôn đúng không ạ? Đó, em sale mã này giá đặc biệt luôn ạ. Sale chỉ còn 390.000 các chị yêu nhá. Trời, cái kaki trần dài dày đẹp như này mà có 390.000 thôi các chị ạ. 390.000 cho em, và mã hàng cho em là K38. K38 màu xanh rêu này. K38 em có rất nhiều màu này, màu xanh rêu thì em có size S và size M này. Tiếp theo là có màu trắng và màu đen nữa nha. Màu đen thì là đủ size từ S đến XL. Và màu trắng thì em có size S với size M nha. Thế là mã này của em, mã K38 này em có 3 màu này. Màu xanh rêu là em có size S và size M. Màu đen là có từ S đến XL. Còn màu trắng là có size S và size M các tình yêu nhé. Ui cái màu trắng này mới gọi là trông rất chi là ăn chơi luôn này. Đẹp chưa ạ? Quá đẹp luôn này. Rất là cá tính luôn các chị yêu nhé. Đó, ngày hôm nay sale mức giá là 390.000 mã này cho em này. 390.000 thôi ạ. Một cái áo cực kỳ là đẹp. Đây cái mẫu ca ghi bên em này. Khóa này là khóa vòng canh cổ luôn nhá. Đội mũ vào kéo tận mắt đến với em cũng ok luôn đúng không nào? Chất kaki này, đấy rất là cool ngầu luôn này, đấy. Mỗi một cái khóa này lại có thêm một cái dòng chữ này. Kéo áo xuống nhìn mọi người nhìn cho em này, cả trong này này. Túi bên trong cho mọi người luôn nhá. Kaki túi bên trong luôn này. Đấy, rất là cool luôn này. Đằng sau này. Cái hình này hình gì em không biết nhưng mà rất là ngầu luôn đấy. Đấy, hình phối da và phối hoa tiếp theo cho em này rất là ngầu luôn này, cá tính cho em này. Mũ cực đẹp. Đấy, luôn. Trần cho em là trần hình thoi nhá. Đó, sale với mức giá là bao nhiêu nhỉ? Sale với mức giá là 390.000 ạ. Mã hàng cho em là mã hàng K38 nha. K38 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em nào. Màu trắng là em có size S và size M này. Khóa cho em là khóa 2 chiều luôn các tình yêu nhá. Mã hàng là gì nhỉ? Mã hàng là K38. Đẹo đem giới thiệu váy luôn nhé. K38 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. K38 bao nhiêu nhỏ? 3 tông màu giúp em này. K38 3 tông màu này. Tông màu đầu tiên em mặc đó là một tông màu rêu này. Tông màu tiếp theo là một tông màu trắng này. Tông màu cuối cùng em mặc đó là một tông màu đen này. Đây là áo kaki giúp em nha. Áo này cực kỳ dày, cực kỳ ấm này. Kaki trần bông này. Túi là túi chéo này, rất là lạ mắt này. Đấy. Đằng sau là còn thêu da này. Mũ này là mũ cực kỳ là lạ luôn đúng không nào? Mọi người nhìn mũ này. Bao nhiêu nhỉ? Chỉ có 399.000. 390.000. Đúng rồi. 390.000 nhá. Màu đen cho em này. Cái này rất là cá tính và trẻ trung cho em nhá. Thì cái khóa có cái tag này. Đó. Như cá. Kiểu cá mập ấy nhỉ. Đó, cái này ai chị nào mà trẻ trung cá tính một tí mình mặc cho em rất ok. Khóa 2 chiều cho em này. Khóa 2 chiều cho em và khóa bạc rất là sáng luôn cho em này. Quay sau lưng cho các chị xem họ tiếp phía sau nữa này. Đó. Đẹp chưa? Rồi, trần chéo cho em này. Ai mà cá tính và chất chơi cho em mặc mã này rất là ok luôn nha. Mã hàng cho em là mã hàng K38 này. K38 em có 3 màu và sale 390.000. K38 màu đen này, đủ size từ size S cho đến size XL. Từ 40 cân cho đến 65 cân mặc được cái K38 sáng. Cho em này, sáng trưng luôn, khóa bạc mà. Rồi tiếp tục này, K38 màu trắng cho em này. Đấy, K38 màu trắng này thì có S với M thôi này. Và K38 màu rêu này cũng chỉ có S với M. Cho khoảng dưới 55 cân mặc được cho em này. K38 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em nhé. Em lên thêm cho mình mức giá là 390.000 cho tình yêu nhé. 390.000 cái phao dài cho em. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu qua sản phẩm váy hiện tại em đang mặc. Có một số chị yêu này quan tâm từ đầu đến giờ nhưng mà chưa được em trả lời đúng không ạ? Rồi, sản phẩm hiện tại thì Dương đang mặc trên người là một sản phẩm váy hàng thiết kế cao cấp đến từ Quảng Châu. Sản phẩm được thiết kế điểm nhấn đặc biệt là hai phần ống tay này. Được thiết kế là thiết kế phối bồng xòe này, rất là đẹp, rất là tiểu thư điệu đà đúng không ạ? Sản phẩm ngày hôm nay em sale mức giá 99k. Form dáng là form dáng suông này. Đấy, chị yêu nào bầu bí mình bon chen cho em hay là thích mặc dấu dáng mình mặc cho em nhá. Dưới 65kg em bao vừa luôn. Yêu thích đẩy đúng cú pháp cho em mã là V62. V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. V62 phần thân chất liệu len tam dày dặn này, phần ống tay chất liệu là van cao cấp. Trên phần ống tay được thiết kế điểm nhấn đường chỉ tông trợ tông màu váy của chúng ta đúng không ạ? Rồi V62 màu xám 99k kèm số điện thoại. V62 màu xanh coban 99k kèm số điện thoại. V62 màu đỏ mặn này 99k kèm số điện thoại này. Và V62 màu đâu bỏ 99k kèm số điện thoại cho em nhé. Chưa nào yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 99k trên sản phẩm hiện tại em đang mặc trên người ạ. 5 giây cuối cùng cho chị yêu nào mình thích mã sản phẩm V62 để đúng cú pháp cho em. V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công ạ. Chỉ có mấy cái mẫu kia trên đây. Rồi tiếp theo đây là cũng một cái chiếc váy form body của em. Mọi người hỏi rất là nhiều đúng không nào? Cực kỳ là nhiều luôn bởi vì đầu livestream giờ em mặc rất nhiều những kiểu nào em đều kết hợp với cái form body để của em đang mặc. Nhanh tay để cho em, hôm nay em sale chiếc váy này với giá là 149.000. 149.000 một chiếc len tăm này. Thà dày dặn đến từ hàng cảng Quảng Châu cao cấp giúp em này.
dưới 65kg mặc vừa giúp em nha. Bởi vì đây là form dáng cực kỳ chuẩn bên em này. Đúng hàng Quảng Châu cao cấp nên là dưới 65kg mặc vừa giúp em. Xe bao nhiêu nhở? 149.000 thôi. Một cái form body ôm người cực kỳ chuẩn luôn. Cổ là cổ cao 5 phân này. Nhanh tay để cho em là V94 kèm số điện thoại giúp em. V94 này cũng chỉ còn duy nhất màu đen này. Nhanh tay này, V94 kèm số điện thoại giúp em. Đúng rồi, ok nào. Bây giờ em tiếp tục qua mẫu chiều nhá. Tiếp tục lên phao cho cái tình yêu này. Tiếp tục lên phao, lên màu đen đi. Rồi bây giờ thì Dương xin phép qua một sản phẩm phao tiếp theo, là một sản phẩm phao này, dáng này cũng gọi là dáng dài này. Sản phẩm được thiết kế điểm nhấn là cái phần cổ lông của chúng ta này. Cổ mũ này có thể tháo ra giúp em nhá. Đấy, mũ này có thể tháo rời này. Và lông là lông tiêu phối màu rất là tinh tế đúng không ạ? Ở phần khóa này, đấy khóa rất là dài luôn này. Khóa rất là dài luôn này. Đấy, khóa này điểm nhấn này rất là cá tính trẻ trung đúng không ạ? Khóa này khóa giả giúp em nhá. Đấy, nó chỉ là một đường khóa thôi. Còn có túi thật này. Đấy. Rồi bên do sườn của chúng ta này được thiết kế phối phần cái dây tác này. Đấy, cái dây tác này phối cho các chị yêu này. Đấy, cái kiểu này thì nó rất kiểu như là cảm giác như là rất là cá tính này. Đấy, chiêu nào mà mình cá tính mình mặc cho em những cái kiểu phong cách như này nha. Rồi sản phẩm này ngày hôm nay sẽ mức giá chỉ là các chị yêu có đoán được không ạ? Rồi sản phẩm này ngày hôm nay sẽ sập sàn cho các chị yêu này. Đấy, sẽ sập sàn luôn, tác mát hàng của Châu đầy đủ và hàng em là hàng có size nhá. Sale với mức giá là 350.000 các tình yêu nha. 350.000 cho một cái sản phẩm phao nhanh hàng Quảng Châu cao cấp này của em này. Mã hàng cho em là mã hàng K66. Và K66 em có đủ size cho mình nhá. Bắt đầu từ size XL này cho đến size 3XL nha. Từ XL cho đến 3XL, cho từ 45 cân đến 65 cân mình mặc được cho em này. Đó, rồi. Khóa kiểu nó là kiểu khóa bạc ấy, rất là sáng cho em. Và cái trần bông của nó rất là lạ luôn đúng không ạ? Trần bông hình zig zag này. Đấy, chân bông mình zig zag rất là lạ luôn, phao nhăn này. Kèm cho các chị một cái mũ cổ lông rất là ok đúng không ạ? Tông màu đầu tiên là tông màu hồng đất cho em này. Đấy, tông màu của Thùy Dương là tông màu hồng đất này. Bây tiếp tục sang tông màu đen nha. Rồi, tông màu đen của em là một cái tông màu không hề kén độ tuổi với các chị em luôn đúng không nào? Với cái đường trần này rất là zig zag, rất là lạ mắt luôn. Form mũ lông thì là cái form mũ lông cực kỳ to của lông tiêu đúng không nào? Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. Mắt sản phẩm kèm màu, kèm số điện thoại này. Túi này, túi thật này, đây là một túi giả này, đấy. Hình là còn hình màu vàng, hình màu đỏ này. Điểm nhấn cực kỳ là khác lạ luôn đúng không nào? Nhanh tay để cho em nào. Mã là V66, hôm nay sale chỉ còn bao nhiêu nhỉ? 350.000 thôi, 350.000 sao là một cái giá cực kỳ là rẻ đúng không nào? Hôm nay sale sập sàn cho các chị em 50% rồi đấy. Nếu các chị em không chốt trong hôm nay thì đúng là đáng tiếc cả một cuộc đời. Chỉ có trong live stream ngày hôm nay thôi nha. Nhanh tay lên giúp em nào. Rồi tiếp tục này, K66 màu cam đất. Tiếp tục là K66 màu cam đất này. Đấy, một tông màu rất là trẻ trung và nổi bật đúng không ạ? Rồi yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K66 kèm màu, kèm số thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công. Hàng có size từ size XL cho đến size 3XL này đấy. Từ 40kg cho đến khoảng cân nặng 60kg mình có size lựa chọn cho em nhá. Đấy, đây hiện tại thì Dương đang mặc size XL đây ạ. Đấy. Rồi ok nào, nhanh tay là bên em qua tiếp màu tiếp theo đấy ạ. Bên em qua mẫu cực kỳ nhanh nên là các chị yêu nào mà thích mẫu nào thì chốt ngay cho em mẫu đấy nhá. Đầy một cái màu xanh rêu này, rất là tôn da và tôn dáng luôn. Các chị em nào trắng mặc cho em cái màu này thì còn đúng, không còn gì để mà chê nữa đúng không nào. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. Mã sản phẩm kèm màu, kèm số điện thoại. Mã sản phẩm em đang mặc trên người là K66. K66 hôm nay sale chỉ còn 350.000 thôi. 350.000 mà đồng cái alpha hàng Quảng Châu cao cấp dày dặn như này thì mọi người không nên chần chừ giúp em nha. Một cái áo thiết kế rất là cool ngầu này. Đấy, đường zig zag hình vuông này. Ở bên rìa này có những cái lỗ tròn này. Đấy, cứ cho em cái gì lỗ tròn rất là đẹp luôn này. Đúng đấy. Rồi, điểm nhấn của sản phẩm khóa, nha khóa. Đó, túi này. Cái túi này là túi giả. Túi này là túi giả trang trí, còn đây là có túi thật luôn các chị yêu nhá. Đó, ngày hôm nay em sale với mức giá chỉ có 350.000 thôi ạ. Kèm cho các chị cái mũ cổ lông này, cổ lông có thể tháo rời cho em nhá. Đúng cú pháp cho em nào. Mã hàng là gì ạ? Mũ cũng tháo được luôn này. Mã hàng cho em là mã hàng K66 nha. K66 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nè. Đúng rồi, K66 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Em xin giới thiệu lại lần lượt từng tông màu của sản phẩm nha. Rồi, K66 màu xanh rêu này, 350.000 này. K66 màu hồng phấn này, 350.000. K66 màu hồng đất này, 350.000. K66 màu cam đất này, 350.000. Và K66 màu đen, 350.000 nhá. Hiện diện đầy đủ 5 tông màu của K66. Chiêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em.
K66 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000 và chỉ 350.000 thôi. Và hàng bên em là hàng có đủ size, từ size XL cho đến size 3XL, từ 40 đến 60kg có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng cú pháp nào. K66 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000 thôi ạ. Ô, có còn màu xanh rêu. Chỉ 350.000 cái chiều nhá. Đấy, 6 tông màu cơ. À đúng, 5 màu. 5 màu. Đúng 5 rồi, màu. 5 tông màu đấy ạ. Rồi ok nào, 5 giây cuối cùng cho K66 nào. K66 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. Cái đấy là Vân vừa với Thành. Rồi, tiếp tục em lại qua một tông phao tiếp theo này. Một cái áo phao dáng dài cực kỳ là đẹp luôn này. Mũ này là mũ không tháo rời giúp em nhé. Phao này là phao đến từ hàng Quảng Châu cao cấp, rất là dày dặn. Ống tay là bo chun, đi được không hề sợ gió luôn. Khóa này là khóa bạc giúp em này. Đấy, túi thật, túi giả luôn. Túi giả ở bên trên và túi thật ở bên dưới. Một cái túi hộp form dáng Hàn Quốc này. Một cái form dáng dài Hàn Quốc rất là đẹp luôn, đúng không nào? Ở bên túi này nhá, bên rìa túi này cũng có khóa cho chị em này. Đấy, cũng có túi luôn. Rất nhiều túi, rất nhiều phong cách, đúng không nào? Đằng sau có chữ này, cực kỳ đẹp. Hôm nay mã này em sale với giá cực kỳ là sốc. Mã sản phẩm chỉ là mã là K62. Rồi ok các chị ơi, mã sản phẩm là K62 nhá. Ngày hôm nay em sale mức giá là 350.000. Đây đúng cú pháp mình lên đơn hàng thành công là K62 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment. Tông màu đầu tiên thì bên em đưa lên là một tông màu xám. Và tông màu xám này hiện chỉ còn size L cho các chị yêu từ khoảng 52 đến 57kg này. Tiếp tục thì dương qua K62 màu đen. Một tông màu đen không kén dáng, kén da, kén độ tuổi của chúng ta. Để đúng cú pháp K62 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment. Màu đen hiện tại bên em có đủ size, từ size M cho đến size XL, có nghĩa là từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em này. Tiếp tục qua K62 màu xanh rêu. Màu xanh rêu cũng đủ size cho các chiêu M, L và XL, từ 40 đến 65kg đều có size lựa chọn nha. Rồi, bây giờ thì tôi xin phép được giới thiệu lại một sản phẩm K62 và từng tông màu của K62. Mình ngắm lại và lên đơn hàng một lần nữa này. Sản phẩm K62 là một sản phẩm phao được thiết kế dáng dài. Điểm nhấn đằng sau có chữ này. Phần ống tay được thiết kế phần khóa và phần túi này. Đấy, hai phần túi giả này, túi thật bên dưới có nắp đậy này, hai phần túi hộp rất là lớn này. Rồi ngày hôm nay sale mức giá chỉ là 350.000 thôi. Để đúng cú pháp xem nào. K62 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment. K62 màu xanh rêu 350.000. Hàng đủ size M, L, XL này. K62 màu xám này 350.000, chỉ có size L từ 52 đến 57kg. Tiếp tục là K62 màu đen. Đấy, K62 màu đen 350.000 này. Hàng đủ size, đủ số cho em. Rồi chiêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em nha. K62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. Đấy, mình lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 350.000. Một sản phẩm pha chấn bông rất là dày dặn, ống bo tay luôn này. Rồi nhanh tay nào, 5 giây cuối cùng cho mã sản phẩm K62 này. Ngắm lại một lần nữa và mình lên đơn hàng cho chị yêu nào chưa lên đơn hàng thành công. K62 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment nhé. Đúng rồi, em có mẫu rất là nhanh rồi nhá. Tình yêu nào yêu thích mã nào nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em. Mã hàng kèm màu kèm số điện thoại mình tự động được lên đơn. Sau đó em sẽ có telesale gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình nhé, nên mình cứ hoàn toàn yên tâm cho em này. Tiếp tục qua mã mới nha. Rồi tiếp tục em đang qua một mã mới cũng là cái mã sản phẩm thân dài này, áo phao thân dài này, với thiết kế là ống tay bo chun, đi đường không hề sợ gió lùa giúp em này. Được thêm một cái lông cổ tiêu này rất là to bản, đến từ hàng Quảng Châu cao cấp, đúng không nào? Khóa này là khóa hai màu giúp em này, một màu vàng một màu cam, rất là lạ mắt. Túi này được cho mọi người một cái lỗ tròn đây này, điểm nhấn cực kỳ là cute. Đặc biệt là bên rìa này nhá, bên rìa này là một cái phần thiết kế rìa khóa này đấy. Khóa này là khóa hai chiều, rất là đẹp luôn. Đằng sau được thêu da giúp em này, cực kỳ cá tính, cực kỳ mẫu này rất là trẻ trung và rất là cá tính cho em, đúng không ạ? Mã này ngày hôm nay em sale đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em nhé. Với mức giá là 350.000 nha. Mã hàng cho em là mã hàng K65 nha. K65 kèm theo màu xanh rêu, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá là bao nhiêu ạ? Mức giá chỉ có 350.000 thôi ạ. Cái phần cổ lông này các chị hoàn toàn có thể tháo rời cho em luôn nhé. Lông tiêu rất là đẹp luôn này, giày ấm vô cùng luôn, và cái khóa màu đẹp quá này. Đó, sale có 350.000 thôi ạ. Mã hàng cho em là mã hàng K65 nhé. K65 em có hai size cho mình lựa chọn ạ. Đó là size XL như người mẫu đang mặc. Đấy, nó đặt XL nhưng mà form nó cũng nhỏ thôi ạ. XL này cho từ 40 đến 52 cân. Đó, và size 2XL cho từ 52 đến 60 cân nha. Rồi, yêu thích để đúng cú pháp cho em là K62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K62 màu em đang lên là một màu xám này. Đấy, được thiết kế hai phần bên này, có hai phần xẻ khóa đúng không ạ? Chiêu nào mà mình đi đường này, chiêu nào mà mình đi đường ấy, mình không muốn kéo cái khóa hai chiều ở giữa này lên đấy, thì mình kéo cho em hai phần xẻ khóa ở bên sườn,
mình ngồi xe máy cho em thoải mái. Đấy, mình kéo hai phần này. Đấy, mình ngồi cho em xe máy thoải mái. Đấy là nếu chiều nào mình không muốn kéo khóa hai sườn thì mình kéo cho em cái khóa ở giữa lên, khóa hai chiều, mình ngồi xe máy thoải mái cho em. Rồi, nhanh tay để đúng cú pháp K62 kèm màu kèm chống dạng trên cùng một dòng comment. Tiếp tục qua tông màu tiếp theo của K62 đấy ạ. Tiếp tục em đang qua một tông màu tiếp theo của K62, đó là một tông màu đen này. Với thiết kế rất là đẹp luôn, ống tay bo chun cho em này. Đặc biệt là bên giờ cũng có khóa, đằng trước cũng là khóa 2 chiều. Một cái lỗ tròn đây, đường may rất là tỉ mỉ, rất là tỉ mỉ cho em này. Đấy, rất là đẹp luôn đúng không nào? Đây là đường may rất lạ này, lại một cái tông đường may vừa rích rắc lại vừa xếp chéo đúng không nào? Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K65 kèm màu kèm số điện thoại. K65 hôm nay chỉ có 3 tông màu cho các chị em lựa chọn thôi. Nên là mọi người yêu thích mã sản phẩm nào nhá thì nhanh tay để cho em nào. Mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại 3 tông màu này. Đấy, tông màu đầu em đang mặc trên người là một tông màu đen này. Tông màu đen này không kén độ tuổi giúp em này. Sale hôm nay chỉ có bao nhiêu nhỉ? 350.000 thôi. 350.000 một cái áo phao dáng dài như thế này. Đấy, là còn phao là phao trần bông cao cấp, cổ là cổ lông tiêu cực kỳ đẹp, cực kỳ to bản đấy, từ Hàn Quốc châu cao cấp như này thì mọi người không nên chần chừ giúp cho em. Nhanh tay đặt cho em theo cú pháp K65 kèm màu kèm số điện thoại 350.000 với 3 tông màu. Tông màu đang mặc đó là một tông màu đen này. K65 màu đen 350.000. K65 màu xanh rêu 350.000 và K65 màu xám 350.000 giúp em nhỉ. Rồi, chị yêu nào yêu thích K65 nhanh tay để đúng cú pháp cho em là K65 kèm màu kèm số và trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000 nhá. Một sản phẩm phao trần bông rất là dày dặn, được thiết kế rất là trẻ trung và cá tính đúng không ạ? Rồi, K65 có hai size, một là size XL và hai là size 2XL. Size XL và size 2XL cho người từ khoảng dưới 62kg thì mặc ok cho em nhá. Rồi, bây giờ bên em chuẩn bị qua mẫu rồi đấy ạ. K62 bên em nó sale mức giá 350.000 nhá. Rồi, tiếp tục qua một sản phẩm phao tiếp theo ạ. Rồi, tiếp tục này, mọi người hỏi áo phao ngắn rất nhiều đúng không nào? Nếu ai không thích áo phao dài, em lại qua tiếp tục một áo phao ngắn phục vụ các chị em đây. Nên là các chị em mua hàng hôm nay trong livestream thì nhớ chia sẻ cho em vài lượt cho nhỏ nha. Rồi, vào đây mua hàng này để được cái giá sốc ốc được chưa nào? Em tiếp tục qua một cái áo phao dáng ngắn nào. Đây là một áo phao dáng ngắn, đây là áo phao nhăn nhá. Đấy, áo phao nhăn này. Cổ này là cổ tháo rời được giúp em này. Với cái túi rất là nhỏ nhắn, rất là tinh tế này. Đấy, một cái túi rất là đẹp luôn, rất là nhỏ nhắn này. Túi ẩn đấy. Đấy các chị ơi, cái dáng phao này rất phù hợp với các chị em đi làm công sở cho em nhé. Với dáng của nó là dáng trơn đơn giản, chiết eo đúng không ạ? Trần chéo cho em này. Phao nhăn trần bông siêu dày, siêu ấm, dáng ngắn gọn gàng. Mã này giúp em tháo mũ cũng có thể ok cho em này. Đó, em sale mã này giá rất là rẻ cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em thôi nhá. Sale với mức giá là 299.000 và hàng hiện tại là số lượng còn rất là ít thôi ạ. 299.000 cho em và mã hàng là K50 nhá. K50 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em. Mình lên đơn mức giá 299.000. K50 màu đen hiện tại em chỉ còn duy nhất size L. Đấy, K50 màu đen hiện tại em chỉ còn duy nhất size L. Size L này cho khoảng dưới 50 cân mặc vừa nhá. Cái mã này nó chiết eo nó rất là vừa người nha. Đấy, mã cho em là mã K50 màu đen này. K50 em chỉ còn duy nhất size L nhá. Tiếp theo K50 màu đen em chỉ còn duy nhất size L này. Bây giờ đến K50 màu rêu này. Rồi, tiếp tục là K50 màu rêu đây ạ. Một tông màu rêu thì rất phù hợp với chị em nào mình hơi đúng tuổi một xíu này. Đấy, hay là mình đơn giản là mình thích cái màu rêu đúng nào. Rồi, K50 là mã sản phẩm ngày hôm nay sale mức giá là 350.000. Đúng rồi, 299.000 nhá. Đấy, 299.000 này. Rồi, mã sản phẩm là K50. K50 kèm màu kèm số mã trên cùng dòng comment lên đơn hàng thành công này. Đấy, một cái tông màu xạ, một cái tông màu xanh rêu này rất đúng là một tông da đúng không ạ? K50 màu rêu em chỉ còn duy nhất size L là size bé nhất, dành cho từ 40 đến 50 cân nhá. Đó, và tiếp tục bây giờ lên K50 màu nâu này. Đấy, một cái tông màu nâu tây rất là sang chảnh đúng không ạ? K50 màu nâu này thì em còn size M, size L, size XL và size 2XL. L, XL và 2XL. Rồi, nhanh tay cho em một cái tông màu nâu cực kỳ đẹp luôn. Hôm nào còn size cho những người dưới 60kg mặc vừa giúp em. Tông màu em đang mặc, mã sản phẩm em đang mặc trên người có 3 tông màu. 3 tông màu, 3 sự lựa chọn cho các tình yêu này. Tông màu đầu tiên đó là một tông màu nâu này. Đấy, một tông màu nâu bò cực kỳ tôn da, cực kỳ tôn dáng những chị em đi công sở. Tông màu thứ hai là một tông màu đen và tông màu cuối cùng là một tông màu xanh dương. Hôm nay sale chỉ còn 290 xanh rêu. Hôm nay sale chỉ còn 299.000 thôi đúng không nào? Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. Mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại. Mã sản phẩm là K50 màu đen 299.000. Rồi ok nào, K50 màu xanh rêu 250.000. 299.000 và K50 màu đen 299.000 nhá. Rồi,
còn chiêu nào còn câu hỏi gì còn thắc mắc gì để lại comment tại đây để thì Dương trả lời trực tiếp thắc mắc cho các chiêu, còn nếu không bây giờ thì Dương xin phép và kết thúc livestream ở đây này. Xin xin phép được kết thúc livestream ở đây nhá. Hẹn gặp lại tất cả các chiêu ở một buổi livestream khác. Xin chào và gặp lại. Màu gì xe?